Dạ vâng, tôi Dũng xin kính chào quý vị khán giả đến với channel TD Media. Kính thưa quý vị, khi nói đến truyền thông hải ngoại, đặc biệt là tại khu lý đô Sài Gòn, chắc hẳn rằng không những người ở bên Mỹ này, mà đâu đó trên khắp thế giới, thậm chí là ở Việt Nam, người ta biết nhiều về kênh Phố Bô Sa TV mà ông chủ đài đó là ông Vũ Bằng Lân. Đối với Dũng đây thì đã quen biết cũng từ khá lâu, và nếu như quý vị xem qua kênh Phố Bô Sa TV, có thể nói hình ảnh anh Ngô Kỷ là một trong những cộng tác viên gắn liền, gắn bó với những talk show thu hút hơn triệu lượt xem thưa quý vị. Tuy nhiên thì ngày hôm nay tình cờ lướt qua trên trang Facebook thì thấy một cái status của anh Ngô Kỷ cũng khá là đặc biệt. Và đó là lý do mà hôm nay cũng mời lên anh Ngô Kỷ có thể chia sẻ lại tại sao mà có chuyện này. Nếu mà quý vị đọc sơ qua thì rõ ràng thấy một cái tâm tư gì đó và có thể gọi là không ổn, thì bây giờ chắc có thể là phải nhờ anh Ngô Kỷ để có thể chia sẻ với quý vị, bởi vì như nói một lần nữa ai cũng biết rồi, anh Ngô Kỷ là một người có thể giống giống như là cộng tác viên kể từ khi Phố Bô Sa thành lập. Dạ vâng, thì bây giờ Tiến Dũng xin được bắt đầu. Trước hết anh chào anh Ngô Kỷ ạ. Anh sao rồi? Vâng, trước hết Ngô Kỷ chào anh Mai Kiên Dũng, chủ nhân TD Media, chào chị Quỳnh Hoa, phu nhân của anh đang giúp trong phòng VM, và đặc biệt kính chào quý khán giả của TD Media trên toàn thế giới. Rất là vui hôm nay có mặt hôm nay thưa anh. Dạ vâng, vui thiệt Vui, lúc nào tôi cũng vui. Vâng. À, thưa quý vị thì không có xa đâu, mới cái tối hôm qua thôi. Mấy anh em chúng tôi còn cùng ngồi quay quanh một cái bàn mà trong cái buổi gọi là ra mắt của anh Ngô Đình Lường, anh ra mắt tranh cử là nghị viên thành phố Westminster. Và trên hình ảnh quý vị nhìn thấy đó, chén tạc chén thù hả? Tuy nhiên thì rất là bất ngờ khi mà ngày hôm nay Tiến Dũng phát hiện là trên trang Facebook cá nhân của anh Ngô Kỷ lại đăng cái tích rằng: "Tôi Ngô Kỷ xin thông báo là tôi bất bình và kể từ hôm nay thứ năm ngày 18 tháng 9 năm 2024, tôi chấm dứt mọi liên hệ và không tham gia bất cứ buổi nói chuyện nào với YouTuber Vũ Hoàng Lân trên kênh Phố Bô Sa TV của ông, cho đến khi nào ông Vũ Hoàng Lân tuyên bố rút lại lời trong các status và công khai xin lỗi tập thể người Việt quốc gia chống cộng trên toàn thế giới." Vân vân. Thì có lẽ phải nhờ anh Ngô Kỷ sơ nét trước trước khi mà em đọc tiếp nha. Được không? Restore Spa and Wellness Huntington Beach chào đón quý khách với các bác sĩ y tá dày dặn kinh nghiệm và công nghệ chống lão hóa tiên tiến nhất. Chúng tôi cung cấp các liệu trình sức khỏe trẻ đẹp toàn diện như Potenza RF Microneedling tạo collagen giảm nếp nhăn kích thích mọc tóc, Picosu Pro Laser trị nám, liệu trình tế bào gốc giảm đau khớp kéo dài tuổi thọ, truyền IV bồi dưỡng sức khỏe tăng cường miễn dịch thải độc gan, liệu trình giảm cân hiệu quả, máy Optilite IPL trị khô mắt. Hãy đến với Restore Spa để trải nghiệm sự khác biệt. Văn phòng quốc tịch Mỹ. Văn phòng quốc tịch Mỹ cam kết giúp người già, người bệnh không cần thi vẫn được quốc tịch, tù tội vẫn được quốc tịch Mỹ. Văn phòng quốc tịch Mỹ nằm bên trong chợ Sài Gòn Supermart, điện thoại 714-756-0946. Thưa quý vị và thưa các bạn, vâng, thì cái đề tài này nó hơi khó, tại vì thường thường tôi lên thì tôi thở thào quá tuyệt, rất là thoải mái, nhưng khách quan mà nói lên cái đề tài này nó cũng hơi khớp. Khớp là tại vì mình đang nói với một người mà đề cập đến một người mà mình từng gắn bó hơn 14 năm anh Dũng. Phố Bô Bốn Sa TV họ thành lập 2010, năm. tức là bây giờ 24 rồi, tức là quá 14 năm rồi. Và Oh. trước khi mà anh Vũ Hoàng Lân làm Phố Bô Sa TV đó, anh còn cộng tác cho những tờ báo khác ở đây nữa, Vâng. là lúc đó là anh đi thâu băng thôi chứ Dạ. chưa có quay phim, nó chưa có cái gì Phố Bô Sa, nghĩa là Dạ. quen trước đó nữa, rồi về anh viết bài này nọ nữa, Ừ. cho đó tệ lắm là 15 16 năm chúng Vâng. tôi được biết anh cộng tác với anh. Cộng tác nghĩa là tôi trả lời phỏng vấn chứ tôi không phải là cộng tác theo tính cách là nhân viên, Vâng, nghĩa là vâng, vâng. để mình Dạ muốn hả? clear như vậy, Dạ. tại vì ông Vũ Lăng không có thêm mướn tôi không phải là nhân viên hay này nọ, nhưng cộng tác nghĩa là hợp tác nhau, ảnh phỏng vấn tôi có những cái chuyện gì này nọ thì liên hệ nhau trong vấn đề truyền thông, Vâng. mình muốn minh xác như vậy. Thì một cái người mà gắn bó hơn 14 năm như vậy, và tôi nghĩ tôi là cả thế giới, ngay cả quốc nội hải ngoại đồng bào thế giới biết đến Ngô Kỷ, tôi nghĩ rằng
qua phố Bosa TV. Yeah. Đa số. Yeah. Anh phải công nhận không ạ? Đúng rồi. Đúng rồi. À, anh Ma Tiến Dũng thì cũng mình mới quen đây vài ba năm phải không? Cái này nó là YouTube sau này thôi. À, ha, ha. À, kênh phố Bosa TV của anh Vũ Hoàng Lân là một trong những kênh đầu tiên làm về YouTube. Tại khi đó là em còn đang làm cho đài truyền hình. Đúng rồi. Thì anh Lân đã đi cái hướng về YouTube rồi. Đúng rồi. YouTube thời buổi đầu thì ít người xem lắm. À, và không ngờ thì sau này thì mọi thứ nó đã thay đổi. Vâng. À, anh Mai Tiến Dũng à, chúng tôi quen cũng mấy chục năm rồi. Tuy nhiên hồi đó là tôi lên đài truyền hình ở TV rồi, phải không? Thì Mai Tiến Dũng chỉ cameraman quay phim thôi. Dạ. Ngày xưa họ tôi tưởng anh câm nữa nhá, téo té rồi giờ anh níu lâu như vậy. Ngày xưa không ảnh quay phim thôi, ảnh làm thanh đỉnh quay thì thôi, gần mực thì đi mỗi phải gần này thì sáng mới dài đó. Anh gặp tôi đang vui thì vâng, rồi sau này thì mới đây có mấy năm, hai ba năm này thì ảnh rồi gặp gỡ nhau rồi này nọ, bắt đầu ảnh muốn qua cái YouTube cho vui thôi. Nghe ảnh vẫn là quay phim à, đám cưới, đám tang, hai liên hoan sinh nhật này nọ, hai các chùa chiền nhà thờ lễ lập thì ảnh phụ trách vấn đề chuyên môn đó. Thì thưa các bạn, thưa quý vị, thì vâng, tôi thành thật mà nói tôi cũng hơi xúc động khi ngồi đây, tại vì mình đề cập đến cái chuyện này chắc chắn là nếu mà nó vui, hồi nãy vui là gặp khán giả vui, tuy nhiên khi nói chuyện này thì cũng không vui gì đâu. Khách quan mà nói, và quý vị sẽ từ từ, ai đọc có Facebook tôi trong vài ngày qua hàng nghe tin tức hai trình ở trên San Jose, tôi thấy anh Lê Bình hay là này hay là anh mấy anh Ương Dương này nọ đã đưa lên trên mạng, lên diễn đàn này nọ thì đọc những cái bài của tôi viết vừa rồi. Tuy nhiên quý vị nào chưa biết thì tôi chỉ chia sẻ. Thì trước khi tôi đi vào đề tài đó thì tôi muốn minh xác, tôi lên ngồi đây tôi không đấu tố, tôi không tấn công, tôi không giật mạ anh Vũ Hoàng Lân ở Phố Vasa TV, anh là chủ nhân Phố Vasa TV. Tôi chỉ muốn làm sáng tỏ và chia sẻ một số nỗi niềm, một số các chuyện đang xảy ra để rộng đường dư luận thôi. Và tình nghĩa tôi với anh Vũ Hoàng Lân như bắt đất đầy đàn chứng là tối hôm qua họ vừa rồi quý vị thấy anh Mai Tiến Dũng đó chiếu cái phim chúng tôi tối hôm qua vẫn cụm ly, vẫn ngầu sát cười đó, quý vị thấy tôi mặc áo trắng đó, rồi anh Lân ngồi bên kia là anh Tony, rồi anh Minh Giang, rồi Michael Phố Việt này nọ, rồi cái hình kia thì có anh Mai Tiến Dũng selfie. Anh không selfie cái bạc anh định bự nhất. Vâng, thì quý vị thấy điều đó chứng tỏ là chúng tôi hòa nhi bất đồng trong tinh thần đó, dù rằng tôi viết bài có thể đạp người ta đạp, có thể nói ồ sao nặng nề quá hay khó chịu quá hay căng thẳng quá hay thế này thế nọ, thì mỗi người hay là xây dựng quá, hay là đã kích phá quá, hay là phá hoại quá, vân vân. Để tùy mỗi người có quan điểm hay lăng kính, mỗi người đọc những cái bài tôi viết, nghe tôi nói. Tuy nhiên, qua cái hình ảnh vừa rồi, đó là cái tinh thần hòa nhi bất đồng, tinh thần dân chủ rất là cao tại nước Mỹ. Đặc biệt, cái nền văn minh ở đây cho chúng tôi được có cơ hội và ngồi như nhau. Tuy nhiên, ngồi là ngồi, vui là vui, cụng ly là cụng ly, này nọ. Tuy nhiên, cần nói chúng tôi phải nói, và hôm nay, tại vì cá nhân tôi cũng như anh Mai Tiến Dũng nghe một số dư luận này nọ đó, không biết rõ về cái nguyên do hay là cái gì trong đó. Tại vì khi họ đặt lướt lướt thì họ chỉ thoáng thoáng thôi, thì ngồi nói chuyện thì tương đối tôi nắm vững vấn đề thì tôi chia sẻ. Vâng, thì để cho dễ đó thì anh Dũng tôi nghĩ rằng anh đặt câu hỏi ha. Dạ vâng. Rồi từ đó thì anh cũng đúng sơ sơ rồi, thì từ đó những câu hỏi anh thì tôi trả lời từng câu hỏi này nọ đó, rồi dạ. Sau đó anh muốn tôi gỗ túc gì này nọ tính sao. Dạ tuy nhiên như vậy nó dễ, chứ còn tôi đây ngồi nó liên miên thì đâu đó, rồi anh cần tôi đạp hay gì đó thì tôi sẽ đạp hay này nọ. Dạ. Cũng như khán giả chắc lẽ mà mình có thể mời khán giả sau này giao lưu phải không? Dạ, chắc chắn rồi. Tương tác phải không? Dạ. Anh sẽ cho số địa chỉ này nọ phải không? Dạ vâng. Một lần nữa quý vị đang xem trực tiếp cùng channel TD Media. Chương trình hôm nay thì anh Ngô Kỷ sẽ nói có lẽ là một cái cảm nhận riêng của anh về kênh Phố Bosa TV, và đặc biệt là đối với ông Vũ Hoàng Lân, người mà ông Ngô Kỷ đã cộng tác thời gian rất là dài rồi. Nhưng nói một lần nữa là Dũng mới phát hiện cái trên status Facebook của ông Ngô Kỷ đâu đó ông tỏ vẻ ra bất bình, và ông đã tuyên bố thứ năm ngày 18 tháng 9 kể từ đó, và ông muốn là ngừng hợp tác
với Popeye TV, chờ đến khi nào mà ông Vũ Hoàng Lân có cái lời gọi là xin lỗi chính thức thì Dũng mới tìm hiểu về cái status Facebook của ông Vũ Hoàng Lân, thì mới thấy rằng là trong đó có lẽ điều này nó là điều mà anh Ngô Kỷ đã để ý tới, và chúng ta hỏi thì anh Ngô Kỷ công nhận là điều này là cái điều mà anh đặt vấn đề. Vâng. Ở trên màn hình quý vị nhìn thấy rõ ràng, cái đây là status của anh Vũ Hoàng Lân ở Popeye TV trên trang Facebook ạ. Dạ. Thì đấy, với chữ rằng là tập đoàn Trump vừa làm việc với bí thư và chủ tịch tỉnh Hưng Yên dự định đầu tư vào lĩnh vực khách sạn sân golf và tổ hợp vui chơi giải trí, chắc sẽ không bị chụp mũ bưng bô làm lợi cho cộng sản như các doanh nghiệp gốc Việt ở Mỹ thường hay bị. Ủa mà anh mới đọc qua thì đâu có nào thấy ông Ngô Kỷ trong đây không à? Đâu có đâu ạ. Không, đâu cần có tên tôi. Vâng. Tôi cảm ơn anh đã đặt vấn đề cũng rất là hay. Tại không có tôi tại sao tôi nói? Cái chuyện đó nó không phải là gì á, đối với mình nè. Thí dụ như cái câu chuyện cách đây cũng không lâu, cái bữa mà cái lễ khánh thành cái đại kỳ ở ngoài Phước Lộc Thọ đó, thì em phỏng vấn hai người cựu quân nhân và đặt vấn đề là thấy bà Nhật Linh ở bên kia, bà mặc dù có những cái câu nói mà nhiều người rất là bất bình, tuy nhiên thì ngày hôm đó bà được vinh dự gọi là rước đại kỳ. Thì em hỏi hai người cựu quân nhân thì một người nói rằng là ông ta rất là bất bình, tuy nhiên thì một người ngược lại ông nói rằng hey, bà đâu có chửi tôi, chừng nào bà chửi tôi là tôi sẽ chửi lại. Còn lần này thì anh Vũ Hoàng Lân có vẻ là hoàn toàn 100% không có dính gì tới anh Ngô Kỷ trong đây cả. Thế thì lý do tại sao mà anh phải tuyên bố, em gọi là tuyên bố cứng như vậy ạ? Vâng, vừa rồi anh nói là tôi biết là anh sẽ kể cái câu chuyện đó, tôi có nhớ. Tại giống giống mà. Tại vì cái ông mà thứ hai, ông kia, bà đâu nói tôi, do đó tôi đâu có phản đối gì đâu. Yeah. Tại bà nói là những người lính là tái đái. Đúng rồi. Những người đang chạy tái đái, lột áo, lột quần này. Ông lính ngu. Lính Việt Nam Cộng Hòa đa số là người không, nhưng có một số người ngu. Và ông nó rất là ngu xuẩn. Đâu phải là chuyện mình mới nói đâu. Ví dụ hiếp dâm vợ ổng, hay làm đánh đập vợ ổng, hay con cái gì đó, rồi người hàng xóm họ thấy hậu quảnh ớt tôi đâu có đánh vợ tôi, hay đánh đập vợ tôi, hay con tôi đâu, do đó tôi đâu có ý kiến, hay tôi đâu kêu cảnh sát. Đó, con người ích kỷ. Thì bà kia bà chửi quân lực Việt Nam Cộng Hòa, ổng là quân lực Việt Nam Cộng Hòa. Quân lực Việt Nam Cộng Hòa có 1 triệu người lính, ông lại kêu tên cả 1 triệu người lính à, đeo chửi chạy té đá, lột áo lột quần á, và kêu quân lực Việt Nam Cộng Hòa tăng đó cả ổng. Ông phải còn là một thành phần đứng đó, ông phải tự ái, ông phải bất mãn chứ. Do đó mấy thành phần nó ngu quá cho tôi. Do đó thật sự anh, tôi chẳng sao. Bữa nào anh mời ông lên ngồi đây, tôi chỉ trước mặt ông ngu quá đi. Nhưng mà ngu thì ngu chứ, ngu. Tại vì ông nói vậy là rõ rồi, ích kỷ. Đối với em là có khi không hẳn họ nói là họ chỉ biết bản thân họ mà thôi. Thì như vậy ngu. Nó khác với ngu à? Ngu chứ. Ngu tại vì rõ ràng ông có phải lính Việt Nam Cộng Hòa không? Đúng. Đâu, mà bà chửi lính Việt Nam qua chạy trái đáy mà ổng nó không dính ổng, như vậy không phải ngu à? Thì ổng nói chừng nào chỉ vô mặt tôi chửi tôi đó. Như vậy phải tót vô hành và kêu tay tôi hà này nào mới, nếu nói vậy nên tôi lao. Do đó vấn đề là người ta tôi không hơn thua với ông lính đó, tôi có thấy về đây vô tôi thấy chứ. Cái điều đó là tôi thật tình tạ về nhà tôi chỉ có phone tôi coi, chứ có tivi tôi cứ cầm cái búa tôi đập cái tivi đó. Gặp thằng ngu quá nói tôi lao. Đâu có phải mình xảy ra thời cho chính mình mới nói đâu. Nhân dân Việt Nam đang đau khổ, mình đang chống cộng sản, mình đòi giải thể cộng sản, mình đang ủng hộ. Ngay cả bây giờ đang bão lụt ở Bắc cái này nọ, thiên tai bão ba gì đó này nọ đó. Dạ. Mà ủa, đâu có chết gia đình ai tôi đâu. Tôi đâu có bị ngập nước hay bị này nọ, nhưng mình vẫn sốc, mình thương. Đâu có xảy ra cho tôi đâu. Nhưng mà cộng đồng ở hơn ngọ bao nhiêu người bây giờ gây quỹ này nọ để gửi giúp cho đồng bào. Ủa? Như vậy họ nói, ủa, cái luật nó đâu cũng cúng nhà tôi đâu. Tôi ở Mỹ rồi đâu cúng nhà tôi đâu. Nhưng họ vẫn gửi về Việt Nam và giúp. Như ông lính nào, ông ra nói, luật đó đâu dính dáng gì tôi đâu. Nó nói vậy thì chỉ mấy cái thằng, nó vô liêm sĩ đó, không có nhân tính, nó nói tù lao. Giờ đó cái chuyện thì trở lại đó, cái vừa rồi đó là anh Vũ Hoàng Lan anh viết. Là ai cũng biết anh đọc anh gửi là cho lại đó anh nói gì hả? Chắc thật tình phần trên á, là tôi nghĩ rằng tôi tôn trọng quyền tự do báo chí anh có quyền đưa một tin tức
dù là tin tức này nó cũng mơ hồ thôi, dự định đầu tư thôi, chưa hoàn thành, nhưng ảnh nắng sốc Nam Thổi thì ảnh làm tin tức, ảnh đưa một tin tức nắng như vậy, thì tôi nghĩ tôi tôn trọng anh kính vậy để cái đó. Chúng ta đang đề cập cái này thì cảm ơn anh. Thì ảnh đưa cái tin đó thì tôi quan hô tại nhà trường thăm nhại bán, thì đưa một tin hot fake news như vậy cũng tốt. Là tôi tôn trọng quyền tự do ngôn luận báo chí của anh. Tập đoàn Trump vừa làm việc với bí thư và chủ tịch tỉnh Hưng Yên, dự định đầu tư vào lĩnh vực khách sạn, sân golf và tổ hợp vui chơi giải trí. Chấm. Ok. Không có gì để mà phàn nàn phản đối. Tại đây là tin tức. Vâng. Ngay cả đưa quan điểm nhận định. Ok. Về cái tin này. Nhưng cao sao là tàu lao. Anh nói chắc sẽ không bị chụp mũ bưng bô làm lợi cho cộng sản như các doanh nghiệp gốc Việt ở Mỹ thường hay bị. Ý anh muốn cái gì? Chắc sẽ không bị chụp mũ bưng bô. Chụp mũ bưng bô. Chắc chắn là anh muốn nhắm đến những người chống cộng hơn, bao que, bao cờ vàng, bao đỏ hay những tị nạn chay nữa. Có lẽ là đối với em thì em nghĩ rằng là ông sẽ nhớ đến những cái chuyện gì trong quá khứ mà đối với ông cho rằng đó là những công ty người Mỹ gốc Việt và làm việc ở Việt Nam, thì là đối với ông là đó là bị chụp mũ. Thì that's why mới so sánh như vậy, hoặc là ông gợi lại. Trong quá khứ anh có thấy ai mà bị chụp mũ không ạ? Cái chuyện đó anh phải nói rõ ra, anh quơ được cả nắm như thế này. Ai cũng đặt là rõ ràng là đây là một sự mỉa mai, một sự xỏ lá, một sự mạ lị, một sự nhục mạ, một cà khịa đó. Tại sao cũng để tập đoàn Trump ý rõ ràng, cũng đặt rõ ràng theo tôi, không phải là anh Vũ Quang Lăng, bữa nào anh có thể mời anh Vũ Quang Lăng lên để anh Vũ Quang Lăng giải thích ý anh như thế nào. Ok, tôi chẳng phải hỏi quá rồi, anh hỏi anh nhà báo, anh phải hỏi anh phải equal time đó, anh cho tôi lên, anh phải mời anh Lăng lên, vâng, hiểu không? Vâng. Để cho anh có cơ hội giải thích, tại vì tôi muốn sáng sáng, tại vì tôi không muốn là chụp mũ hoài diễn dịch diễn giải. Cái này tôi nói theo cái nhìn của tôi. Ok. Qua góc độ của tôi không nói là tôi làm, tôi nói là chính xác. Tuy nhiên rõ ràng là anh đem rõ ràng đặt cái câu này, anh để lại lần nữa, ai cũng thấy là anh méo mó nghề nghiệp, anh muốn mỉa mai cà khịa, hay là anh muốn chọc quê, hay là muốn tấn công những người chống cộng. Tại vì anh nói là chắc sẽ không bị chụp mũ bưng bô, là anh biết là ý anh nói là ông Trump là không ai dám đụng ông Trump hết, mà chỉ làm lợi cho cộng sản như các doanh nghiệp gốc Việt ở Mỹ thường hay bị. Nghĩa là anh cho rằng lâu nay những người chống cộng hay những người cờ vàng ba rõ, những người tị nạn là đi ăn hiếp những doanh nghiệp gốc Việt ở Mỹ thôi. Chứ còn bây giờ ông Trump thì chắc chắn không ai chụp mũ ổng hay lên án ổng. Điều đó là ảnh xa hoàn toàn. Ảnh như vậy là ảnh nhục mạ, ảnh đi chụp mũ những người Việt tập thể, người Việt quốc gia. Tôi không nói là tôi. Ok. Tuy nhiên rõ ràng những người mà có trình độ một chút hiểu cái ý như thế nào, và bữa nào các anh đồng bào gặp ảnh hỏi anh viết vậy anh ý cái gì. Rõ ràng các cộng đồng mà những người tị nạn hay những người chống cộng, những người biểu tình mà những người đã đảo này nọ chỉ biết đi ăn hiếp những doanh nghiệp Việt thôi, còn tập đoàn Trump là chắc chắn là không ai dám đụng. Điều đó là ảnh rất là, tôi thấy rằng ảnh hầm hồ, ảnh sai, dù ảnh vô tình hay cố ý, hay là bị lúc đó anh cương, anh thích viết vậy. Cái dù anh bào chữa thế nào chăng nữa, tôi benefit of the doubt, tôi nghĩ là chưa chắc anh cố ý anh nhập mạ này, nhưng qua cái lời lẽ này thì tôi nghĩ rằng dành cho khán giả đạt đi. Tôi thấy tập đoàn Trump vừa làm việc với bí thư và chủ tịch tỉnh Hưng Yên, dự định đầu tư vào lĩnh vực khách sạn, sân golf và tổ hợp vui chơi giải trí. Chấm. Ok, không có gì trục trặc. Nhưng anh viết tiếp, chắc sẽ không bị chụp mũ bưng bô làm lợi cho cộng sản như các doanh nghiệp gốc Việt ở Mỹ thường hay bị. Rõ ràng là anh đem ông Trump rồi ông gian mạt cộng đồng, các anh là chỉ ăn hiếp là mấy người thương mại, người doanh nhân Việt Nam mà về ở Mỹ về làm ăn thôi. Cộng Trump là các anh không dám sợ ông sợ lông này nào đã cái vậy, diễn dịch như vậy đó. Thì tôi nghĩ cái câu này nó rõ ràng là mang một hình thức nhục mạ, và nó trở thành
là một cái câu mà nó xúc phạm đến danh dự và chính nghĩa của những người chống cộng tại hở ngoại nói chung anh. Đó là lý do tôi lên tiếng. Dạ vâng, cảm ơn anh. Tuy nhiên thì nếu nhìn lại trong quá khứ, anh Ngô Kỷ là một trong những người đã gắn bó với cộng đồng người Việt quốc gia hay là cộng đồng này từ rất lâu rồi. Và chắc chắn bao nhiêu sự kiện, nhất là liên quan đến chính trị thì anh đều nắm vững. Thế thì trong quá khứ đã có trường hợp nào mà một doanh nhân hay là doanh nghiệp mà người ta đã làm việc với Việt Nam mà bị gọi là chụp mũ hay không ạ? Tôi không thể trả lời cho người khác được. Dạ. Tại vì trong cộng đồng này tới còn ở tại Mỹ có 2 triệu người, ở hở ngộ tới 5 triệu. Orange County, quận Com này tới 400-500 ngàn. Do đó, mỗi người có một cái phản ứng, mỗi cái hành động khác nhau. Do đó, anh hỏi tôi về người khác, tôi không trả lời. Tuy nhiên, cá nhân tôi thì tôi không chụp mũ ai hết. Tôi có bằng chứng, tôi có biểu tình, tôi chống đối, tôi đã đảo một số thương gia, hay một số chính trị gia, một số nhân sĩ, hay ngay cả những lãnh tụ cộng đồng, hay những người lính Việt Nam Cộng Hòa, tôi có chống, tôi đã đảo và tôi treo cổ họ. Ngay cả các dân cử Việt Nam, người gốc Việt. Tuy nhiên tôi có bằng chứng, tôi không chụp mũ. Mà tại vì tôi cho họ là những người đi bưng bô cộng sản, làm lợi cho cộng sản, làm hại người quốc gia, chứ không phải là họ làm ăn với cộng sản Việt Nam. Hai cái mình tách biệt ra. Anh Lăng anh còn phiêu, anh viết cái này, làm ăn với Việt Nam không có gì tội hết á. Cũng giống như ở Việt Nam đưa hàng qua, đai đưa hàng về Việt Nam qua mở business này, biết bao nhiêu công ty ở Việt Nam, ví dụ gạo gạo Sóc Trăng, hay là gạo Ba Cô Gái, hay là bánh bía, hay là nước mắm Phú Yên, Phú Quốc, hay là đủ thứ dài dép áo quần thịt cá này đã Việt Nam đưa qua. Đâu ai chống đâu, các chợ búa đi bán ông sùm tờ Việt Nam. Còn trở lại cộng đồng ở đây, những người Mỹ gốc Việt đây, bao nhiêu người về Việt Nam mở công ty. Vừa rồi chính ông Lăng ông đưa ra những cái hình ảnh mà ông quay hội nghị người Việt nước ngoài vừa rồi này nọ, cách đây khoảng 2-3 tuần đó, ông về Việt Nam mà ông quay có ông Nguyễn Thanh Sơn này nè, gửi lời thăm tôi này nè, rõ ràng ở đây nó đã từ ở Mỹ, ở ngoài quốc tế từ mấy trăm người về Việt Nam, mà trong đó có mấy công ty ở Mỹ này nè, có phản vắng mấy công ty, chúng tôi đâu có chống đối đâu, phản đối đâu. Và trở lại Mỹ thì biết bao nhiêu công ty họ làm ở Mỹ đó, từ năm 75 đến giờ liên hệ với cộng sản là 75 là họ đã có mặt Việt Nam rồi. Tôi nghĩ phải nếu phải đối số ngàn công ty Mỹ hàng ngộ quốc ở Việt Nam có ai chống đâu. Bằng chứng bây giờ anh em có ông Trump, tập đoàn ông Trump vừa làm việc với Việt Nam ủa thì có gì đâu. Tập đoàn ông Trump dùng chữ Trump dài chứ không phải là họ nói tổng thống Trump, tập đoàn là một công ty ông Trump. Hai này là con gái ổng, có nhiều phải không? Hai con trai ổng này nọ, và ông Trump hay là công ty ông Trump hay con gái con trai gì, chúng dùng chữ tập đoàn từng làm ở Trung Cộng và hiện tại có những công ty ở Trung Cộng. Dạ đúng rồi, tôi có mua mấy cà vạt ông Trump làm tại Trung Cộng. Ông Trump ổng làm đủ thứ ở Trung Cộng, con gái ổng phát sinh áo quần dài dép này làm tại Trung Cộng, sản xuất tại Trung Cộng đưa qua đây bán. Có đều những công ty ông Trump ông làm thương mại, ông kiếm tiền, ông làm kinh tế. Những tập đoàn ông Trump mà này nè, ngay cả bây giờ ông về Việt Nam ông ký để mà với Hưng Yên này nọ để đầu tư này, về đánh góp này nọ là về tính cách giải trí làm tiền. Nó không dính dáng như chính trị. Tôi thắc á, ông Trump á, ông Ngô ông tuyên bố là bây giờ ông ca ngợi cộng sản là vinh quang, là đàng hoàng tử tế nhân đạo này nào đó, ông chửi tập đoàn thì tị nạn thế, ông ngôn đi, ông tuyên bố đi. Cái đó có chuyện hay cái khác nhau, ông làm chính trị, ông ca ngợi cộng sản, ông chửi cộng đồng tị nạn này nọ là một chuyện khác. Còn ông về ông mở công ty, ông làm ăn cộng sản, đâu có dính dáng gì mà có gì mà cộng đồng phải chống ông. Thì những công ty Mỹ hay những công ty người Việt ở Mỹ về Việt Nam lâu nay, bằng chứng bao nhiêu tập đoàn của Microsoft, của Bill Gates nè, rồi Starbucks nè, cà phê nè, dài Nike, tập đoàn Nike nè, tập đoàn ngân hàng nè, tập đoàn bất động sản nè, tập đoàn dầu khí nè, rồi
Ôi cháu chứ nói chung là tôi có một cái list đây, có để bắt thì giờ tôi đặt hết tên tuổi này nào, bao nhiêu công ty này nào, quý vị vào Facebook tôi, tại vì khi tôi làm tôi nghiên cứu rất là kỹ. Thì ủa có bao giờ mình trống đâu. Rồi Facebook nè, Google nè, rồi Nga cả Elon Musk, Tesla này nào, bao nhiêu tập đoàn Mỹ về Việt Nam, nhưng mà Long An mình có gì đâu chống. Thì ông tập đoàn Trung của Long An cũng vậy thôi, các đất mới chỉ mình chụp mũ ông cộng sản. Trước khi mà nói tiếp á, thầy vì anh nói để thôi quên đó, anh nói cái chuyện là ông Trump hay là tập đoàn của ông đơn thuần chỉ là nói về làm ăn. Rồi. Tuy nhiên thì cái đợt mà ông về Việt Nam á, nếu mà làm ăn thì người ta không đụng tới lá cờ đâu, mà rõ ràng nhìn thấy là ông cầm lá cờ Việt Nam rõ ràng. Và nếu mà không có mang tính chính trị thì không có đơn thuần, tại vì một vị tổng thống của một nước, của một quốc gia mà, thì điều này nó dính tới chính trị với anh. Không, anh nói sai. Sai à? À, anh sai chỗ là ủa ông cầm vai trò gì, ông là chủ tịch công ty hay là tổng thống Mỹ vậy? Như vậy đó phải là tập đoàn Trung, tổng thống Trung nó khác tập đoàn là incorporation hay corporation hay là foundation, là tập đoàn là một công ty. Mà khi mà nói tập đoàn là nói về vấn đề thương mại kinh tế. Còn ông về mới tổng thống, ông đi tính cách ngoại giao, xã giao, quan hệ quốc tế. Ông Nguyễn Xuân Phúc đưa ông cầm với lá cờ, thì tổng thống với tổng thống, chủ tịch nhà nước thì vấn đề băng giao này nọ, hoặc cầm cách xã giao này nọ, thì đâu có phải ông nhân danh cái tập đoàn của ông Trump để ông cầm cờ đâu. Anh hiểu không? Giá đoán khác. Anh hỏi có lý, tôi cảm ơn anh đưa ra nhiều người đó. Ô ông Trump cầm cờ. Đâu phải một mình ông cầm đâu. Rồi đây, ông tổng thống Bush, ông tổng thống cha, ông Obama, Clinton, rồi Biden rồi về đứng Nga lá cờ cộng sản Việt Nam, tạ Việt Nam và tạ Hoa Kỳ cũng các cờ cộng sản của họ. Họ là vấn đề băng giao quốc tế, liên hệ giữa quốc gia như vấn đề ngoại giao. Cái này họ đứng dài đâu nghĩa là tôi ủng hộ cộng sản đâu, ha? Hai cái khác nhau. Họ công nhận anh là cộng sản, nhưng cho anh tốt xấu là chuyện khác. Ha, tôi đồng ý anh là chuyện khác. Ok, họ vấn đề đặt ra ví dụ anh lên Liên Hiệp Quốc đó, các ông gặp nhau phe chống hay thương nhau, chống nhau này, gặp nhau luôn con cao, tại vì đó trong quốc tế nó có những cái nghi lễ, có những cái phương thức làm việc với nhau. Anh cho đó vấn đề đặt ra Mỹ á, nó lên Liên Hiệp Quốc, tất cả 190 nước, 200 nước bộ bạn đồng minh đó, có kẻ thù trong đó. Đúng rồi, có. Do đó nhưng vẫn đầu chân trong một cái Liên Hợp Quốc. Do đó cái chuyện nhiều người cứ đem cái chuyện Trung cầm cờ. Cầm cờ là ổng là tổng thống, và tổng thống kia cầm cờ đưa ổng thì ổng xã giao, ok. Còn ổng đưa là ổng Nguyễn Xuân Phúc lá cờ Mỹ, ông Phúc cũng trăm. Ủa? Đó, ông Mỹ về đây, có hình ông Phúc đó, ông Phúc bên trái, ông đó quý vị thấy. Đó, ủa, thì đó quý vị thấy đó. Đó, trong ngày nào đánh cho Mỹ cút ngụy nhào này nọ, rồi bây giờ là cầm cơ Mỹ, thì vấn đề đó bây giờ mình đi phân tích cái đó nó sâu xa lắm. Vâng. Tuy nhiên trở lại á, là anh Lăng anh nói tập đoàn Trump không ai trắng hết. Ủa, ổng về làm ăn thì bao nhiêu ha? À, quý vị coi nè, trong tập đoàn rồi tôi trích một tờ mới nữa nè, tập đoàn Microsoft của Bill Gates nè, tập đoàn Facebook của Mark Elliott nè, Zuckerberg nè, tập đoàn Google của Sundar Pichai nè, tập đoàn Apple của Timothy Donald Cook nè, tập đoàn Tesla của Elon Musk nè, tập đoàn máy bay Boeing của Kelly Oliver nè, tập đoàn McDonald Hamburger Raymond Albert Kroc nè, tập đoàn dài Nike Elliott Hill nè, tập đoàn nước Coca-Cola James Quincy nè, tập đoàn cà phê Starbucks Prinico nè, tập đoàn dầu khí ExxonMobil Darrow Whitewood nè, tập đoàn ngân hàng Citibank Jane Fraser nè, tập đoàn bất động sản Lena Steel Miller vân vân. Đó là những công ty lớn nhất mà ở Mỹ đó về Việt Nam. Ủa, tập đoàn mình đâu chống. Anh thấy các cộng đồng nào tới biểu tình mấy cái tập đoàn này đâu? Chưa nghe. Tao bị họ lý làm ăn. Thế vì mấy tập đoàn này về nó, tôi về tôi ủng hộ đảng cộng sản này nọ để cầm đầu nhân dân Việt Nam, mà tôi này nọ tôi quân hô đảng cộng sản Việt Nam muôn năm rồi vạn tuế rồi tốt lành đạo đức ngay thở rồi chửi cộng đồng Việt tị nạn là cái thứ bơ sữa du đảng Marco hay này nọ biếm đỉ với cộng sản, chửi thứ coi tập đoàn phản ứng như thế nào. Do đó anh Lăng anh đồng hóa
các tập đoàn ông Trump về làm việc, làm ăn, thương mại, kiếm tiền, kiếm lợi tức này nọ. Rồi ảnh lại nói là cộng đồng không dám biểu tình. Nói, tại sao tôi biểu tình, tại sao tôi cho là bưng bố, nó có gì đâu để bưng bố. Cho đó vấn đề đặt ra tôi phản đối lần đó là anh đem tập đoàn Trump ra. Anh nói như vậy là anh dàn mạt chặt quê cộng đồng các anh. Cộng đồng mấy thằng ba qua sổ lá, mấy thằng ba cờ vàng ba sụp đỏ, mấy thằng chống cạn biểu tình đây là tụi ba hèn lắm. Trung nó về, tập đoàn không có dám đụng. Mày ăn rồi ăn hiếp mấy người Việt Nam, người Mỹ ở người Việt ở Mỹ này nọ, thì tụi ba biểu tình bởi sao này nọ nọ. Có thể là ông binh vực ông David Dương, tại ông Việt Dương có thể là ông quen ông David Dương. Tôi có thể thôi, tại vì ông rất là thân tình, ông hay phỏng vấn ông David Dương rồi này nọ. Có thể từ đó ông nghĩ à, ông David Dương ở đây về Việt Nam bị cái đám biểu tình này đã có. Tôi thấy điều đó. Nhưng mà David Dương nó khác. Cái đề tập đoàn ông Trump, David Dương là về Việt Nam đứng như Hồ Chí Minh, rồi cầm cờ cộng sản, rồi nhận huy chương, rồi ca ngợi cộng sản lớn cao cao. Không phải thuần túy là một tập đoàn thương mại. Ai cũng thấy điều đó rồi. Do đó chính vì và cộng đồng những người tị nạn cho rằng David Dương là bưng bô cộng sản. Do đó họ chống. Chống là vì cái hành động anh bưng bô, chứ không phải là hành động anh là cái thằng thương mại về làm kiếm lợi. Đó là nó khác. Nếu mà gọi là bưng bô thì bây giờ ông David Dương nha, mình nhìn là một góc độ khác đi. Ông cũng là người Việt qua đây, với là ông là người Bob Bible à. Ông nghe nói là đi Việt Biên đúng không anh? Dạ, người tị nạn đi. Rồi, và hiện tại thì ông là công dân Mỹ, và giữa Mỹ và Việt Nam họ có bang giao với nhau, thì thay vì là một người Mỹ original giống như ông Trump vậy đó, thì đi về Việt Nam họ làm ăn ở bên đó. Và như hồi nãy với hình mà quý vị nhìn thấy đó, thì đó là một cái sự gọi là bang giao. How about ông David Dương, cái người gọi là tị nạn, thì cái đó là trong quá khứ và dĩ nhiên nó còn ở hiện tại. Tuy nhiên cái thiệt thật sự bây giờ ông có là một công dân của Hoa Kỳ, ông được áp dụng bởi những cái gọi là giống như là ông Trump vậy không ạ? Và nếu mà khác với ông Trump thì có vẻ là nó hơi bị khác không? Anh nói cũng có lý, tuy nhiên nó không có chính xác. Tôi không nói là ông David Dương làm sai luật. Anh đang nói luật, tôi không nói ông làm sai luật. Nhưng vấn đề đạo đức, vấn đề chính trị, vấn đề lý tưởng, ông sai đối với người tị nạn. Nếu ông Trump bây giờ ông ca ngợi cộng sản, tôi đã đảo rồi, tôi treo cổ ông liền. Nếu mà ông ca ngợi cộng sản tốt lành, rồi đạo đức, rồi thương dân, thương nước, rồi hiền lành, rồi đem tự do, hạnh phúc cho dân dân, rồi ông chửi cộng đồng tị nạn hay những người quốc gia, tôi treo cổ ông liền. Ông đâu có làm gì đâu. Còn cầu ông David Dương, ông rõ ràng có những hành động mà những người chống ông cho rằng ông có những hành động bưng bô cộng sản nói chung trong bằng kết và làm lợi cho cộng sản. Như vậy. Dù rằng ông là người tị nạn hay người Mỹ, ông có Nga cộng Trung, tôi đã nói mắt xanh mũi lão thằng Mỹ mà bưng bô cộng sản, ca ngợi cộng sản, tôi còn chửi nữa, ăn thua chị ông này. Nhưng mà cái hồi nãy anh kết luận ở chỗ là những người chống ông David Dương rồi thì cho rằng ông là về bưng bô, ông là ca ngợi này kia thôi. Đâu. Chứ còn anh đã nghe, đã thấy những cái hành động hay là lời lẽ nào mà của chính từ miệng ông David Dương? Ông quá chừng, trời trời liệu, ví dụ vô đánh ông David Dương được quá chừng đi, trời trời, ông ca ngợi nội bao nhiêu hình ảnh, ông là thằng thương mại. Ông chỉ là đi về thương mại ký công trắc này làm ăn. Anh có, ông có 1 triệu tấm hình đứng Hồ Chí Minh cờ đỏ sao vàng, rồi lấy nhận huy chương như giết ngày nào, rồi tiêm tiền cho cộng sản, bằng chứng những người biểu tình, và tôi đã lên án ông nhiều lần rồi. Đấy. Cho đó vấn đề đặc biệt bữa nay không phải đề tường đại với Dương. Bữa nào anh nói đề tài với Dương, tôi sẽ collect tất cả hình ảnh những lời tuyên bố ông ca ngợi cộng sản như thế nào. Ok. Yeah. Thứ hai nữa, vấn đề đặt ra ông khóc ông Trump, ông khóc ông Elon Musk, hay là ông khóc bao nhiêu người Mỹ chứ. Tại vì ông là người tị nạn, chỗ đứng ông nó khác. Ví dụ người Mỹ, họ không phải là người tị nạn. Họ sinh ra, họ là người Mỹ. Họ không đội lốt là người tị nạn để được định cư tại Mỹ. Còn David Dương, ông là người tị nạn cộng sản, mà bây giờ ông bị bưng bô cộng sản, ông đang nịnh cộng sản, ông cũng giống như ủa Nguyễn Bảo Kỳ bộ không đâu ngon lành hơn ông David Dương à, vẫn bị cộng đồng lên nhóm.
anh biết Nguyễn Văn Kỳ hồi đó anh còn trẻ, ông là phó tổng thống Việt Nam Cộng Hòa, ông là thủ tướng, chủ tịch Ủy ban Hành pháp Trung ương, ông là thiếu tướng tư lệnh không quân. Ủa, bộ không ngon ông hơn là ông David Dương à? Nhưng cộng đồng vẫn lên nhóm, đâu phải đó. Ông kêu ngày xưa chức lớn lắm, giờ làm sao? Ủa, các đại ông về bưng bô cộng sản, ông về ông ca ngợi cộng sản, ông chửi cộng đồng đây là tụi bay là tàu lao này nào đó, tụi bay miền Nam Việt Nam là đính đánh thuê cho Mỹ rồi này nọ là thâm nhũng thối nát nè, bây giờ cộng sản Việt Nam chiếm, chúng ta phải vinh danh cộng sản, chúng ta phải hợp tác cộng sản. Nga có Phạm Duy cây cổ thụ âm nhạc của miền Nam Việt Nam được về bưng bô cộng sản rồi đó. Ủa chứ cộng đồng chống đâu phải là ông nhân danh lãnh tụ hay người nổi tiếng của miền Nam là mình tha cũng đâu. No, mình xét cái hiện tại nè, quá khứ ông over, nhưng hiện tại mới là quan trọng. Thì trở lại, tại vì anh nói mới nghe tưởng là bào chữa ông Đại Dương, mà tôi không nghĩ anh muốn lập sáng tỏ thôi. Thì bây giờ thì đó mình đang là... chứng cộng đồng biểu tình ông. Như vậy cộng đồng họ có lý do tại sao những cái ví dụ ông Hòa Phát đi, ông gửi tiền về Việt Nam, ông gửi hoàng Việt Nam, ông về Việt Nam hoài có lại chấm không? Nga lịch sử rồi rồi tìm lại gửi tiền có liên hệ với Việt Nam vâng. Rồi mấy tiệm bắn máy bay lên tập lên tòa lãnh sự, lên tòa đại sứ xin visa bắt bò để cho bán vé bay cho du khách đó bởi tiền. Tại vì quần chúng họ không, những người quốc gia họ không, những người đó họ thuần tí là business, mình thông cảm cái chuyện business họ phải tiếp xúc, nhưng họ không ca ngợi cộng sản, họ không cầm cờ cộng sản, họ không được cộng sản tuyên dương rồi nịnh hót cộng sản này nọ. Ông David Dương cả thế giới đã biết David Dương là ai. Cái vấn đề nãy giờ nói đó là những cái doanh nhân khác tại sao họ không bị biểu tình, mà trong khi ông David Dương bị biểu tình. Theo em nha, cái góc nhìn của em thì cũng sống trong cộng đồng này. Thí dụ như ông Hòa Phát, mình không có thấy ổng đi về Việt Nam và ổng có một cái chi nhánh hay là một cái đại diện gì thiệt là lớn và ổng là người run nó. Trong khi ông Đinh Bích Dương trong quá khứ em được biết là có cái nhà máy rác gì đó bên Việt Nam đó, thì có hình ảnh ông bên đó, ổng đã giống như là một người sinh hoạt, giống như người hồi hương rồi đó. Thì có lẽ là những hình ảnh đó thì người ta khó chịu hơn. Và trở lại, ổng là người gọi là Mỹ rồi. Và trong thời buổi Việt Nam Mỹ ban giao, và nếu như nói như là mọi người gọi là mang cái căn cước tị nạn cộng sản á, hoặc là những người mà vượt biển đi, thì họ không có cơ hội họ đi về Việt Nam à. Hoặc là how about họ sẽ nghĩ rằng ok tôi đi về Việt Nam rồi có thể mang công việc làm cho người dân trong nước, họ đâu có giúp chính quyền đâu, mà họ muốn giúp cho người lao động thì sao ạ? Cái đó bây giờ phân tích cái nào mình phải có bằng chứng. Khi tôi nói tôi bắt đầu ra tôi có bằng chứng cũng như đối phương, tôi sẽ chứng minh anh ok. Là tại sao tôi có nói ông liên hệ cộng sản, anh hiểu không? Hãy còn những người khác họ làm án tôi chơi anh qua tôi có một clip đi nội sơ sơ. Tôi khi mà tôi đề cập đến cái vụ vợ ông Lăng tôi đó đi sơ sơ, tôi có clip rõ rằng 10 công ty lớn thiệt lớn chuyển hàng hóa về Việt Nam này nó đâu có ai tắm đâu. Sun Logistics này đâu quý vị coi à? Đó, ồ anh dẻo giỏi quá trời, anh FBI phải gì anh cũng có vậy. Đó quý vị đây. Sun Logistics này, Việt Cargo này, Best Cargo này, Indochina Post này, Long Hưng Phát này, Helen Express này, Trường Sơn Express này, Quốc tế Trường Phát này, Sagawa Việt Nam này, Tân Triều Express này, vân vân, có địa chỉ ở Việt Nam. Nghĩa là có liên hệ Việt Nam, có địa chỉ mà những công ty này ở Mỹ về Việt Nam mở văn phòng mà chuyển hàng có. Ủa có ai chống đâu? Để tôi muốn chứng minh là dưới con mắt những người chống cộng hay những người tị nạn chống cộng sản không cho những công ty này là đi bưng bô cộng sản hay làm lợi cộng sản, chỉ là business thuần tí. Nga cộng thì tôi thắt mấy mấy thằng này treo cờ cộng sản để coi thử, thấy thằng tướng treo cờ cộng sản là thấy khác liền. Có 50 cả trăm ngàn người biểu tình, 53.000 ngày đi. Và đó vấn đề đặt ra nó là gì? Nếu vậy thì em thấy hai điều nè. Thí dụ như đối với những doanh nhân trong 10 cái mà anh đưa lên nè, rồi thì những người này em thấy họ không có ra mặt, hay là nếu mà họ có ra mặt đi nữa thì họ không có nổi bật lên, giống như là ông Lê Bích Dương bây giờ lên mạng mình search ông Lê Bích Dương thì là một trong những doanh nhân quá thành công, người tị nạn quá thành công, và là người mà về Việt Nam đầu tư một công trình nó quá lớn về cái trị giá.
Thành ra là có thể vì đó mà cái sự nổi tiếng của ông nó nhiều hơn, ví dụ như trường Sơn Express hay là những cái quốc tế trường Pháp gì này nọ. Đâu em cái góc nhìn em vậy thôi. Không, anh nói vậy là cũng không đúng đó. Ông giàu, ok. Có đẹp bao nhiêu người đi giàu để họ giàu hơn ông nhiều. Ông Quang Kiều tài sản 4 tỷ ông về Việt Nam đó, đâu ai chống ông theo cộng sản đâu. David Chiêu của anh tài sản bao nhiêu, cùng lắm là ông có 100 triệu đi, 200 triệu đi, chứ làm gì có 4 tỷ 4 ngàn triệu như đẹp ông Quang Kiều. Ông Kiều ông về Việt Nam đó, đâu cậu này nọ đã ra chống. Ta viên người ta có những bằng chứng là ông David Dương có liên hệ cộng sản. Câu hồi nãy nói luật, ổng là nhân dân, ổng nhân danh là người Mỹ, được có băng giao, có lip ở bậc go, có những hiệp định thương mại hay này nọ, WTO này nọ, là anh nói về luật. Tôi đã nói ổng không làm trái luật. Nhưng đối với người đảng cho rằng ổng là phản bội, ổng tưng bô cộng sản. Tôi không ủng hộ cộng đồng đi giết ổng, bán trái trọng, tôi không ủng hộ nào lần. Nhưng tôi ủng hộ họ biểu tình, họ lên án, họ xỉ vả ổng hay này nọ, một cách bất bạo động, tôi ủng hộ. Bây giờ nếu mà nói tới biểu tình thì cho em chen vô cái này tí xíu nữa. Thì trong thời gian sau FBI điều tra cách đây khoảng 3-4 tuần gì đó, thì em được biết là trên San Jose đó, thì họ có một buổi biểu tình ở tại tàu thị chính trên San Jose. Khi mà nhìn qua hình ảnh thì cũng không đông lắm, chừng dưới 30 người. Và trong đó có cái lời kêu gọi rằng là giống như tẩy chay cái công ty rác của ông David Dương, kêu gọi mọi người đừng có cho ổng re-contract. Thì em mới nghĩ tới chuyện á, bất kỳ kể cả mình đây nè, mình làm YouTube thôi, mình cũng sẽ có những người không nói ra nhưng mà đâu đó nó âm thầm là đối thủ ngầm. Bất kỳ công việc gì cũng vậy, chưa nói tới cái chuyện là ổng là làm ăn mà đâu phải có một mình xả rác của ông David Dương không đâu, ai cũng biết đúng không ạ? Và đâu đó cũng còn bao nhiêu xung quanh nữa. Thì em nghĩ rằng cái vấn đề đó nó thiên về kinh tế, nó về business nhiều hơn. Tại vì họ làm gì? Kêu gọi tẩy chay công ty rác, đừng cho ổng gọi là ký là contract, và kể như là không có cho ổng hoạt động mạnh, không có cho cái cơ hội để kiếm tiền nữa đó. Và như vậy thì sao? Nếu như công ty rác của ông David Dương mà ngừng thì lập tức có một công ty rác khác nó nhảy vô đó liền. Thì đối với em thì em thấy là như vậy. Đối với anh thì anh nghĩ vậy, đối với tôi thì anh đi quá xa. Thật tình tôi nghĩ những người biểu tình ổng yêu cầu đừng cho ổng rác nữa, ta phẫn nộ về thái độ ổng phản bội cộng đồng. Thật tình những người đó họ nghèo lắm, họ đâu có phải là những công ty mà Do Thái Ý đứng sau lưng để mà biểu tình, để lấy lại công tắc để về làm đâu. Những người Việt Nam tôi quen hầu như chủ tịch cộng đồng thế này nọ, những người đó họ nghèo lắm, họ tài hợp bực ông này. Tại vì sao? Họ cho rằng ông này phản bội lúc mà ông này ông ký được cái công tắc mấy tỷ đô la để hốt rác ở San Jose, Oakland á. Ông lại cộng đồng tới biểu tình, tới tại vì ông bị Ý là Do Thái nên công ty đã ăn hiếp ông này nọ, đấu thầu này nọ, do đó ông mới về cộng đồng Việt Nam bảo vệ ông, binh vực ông, tại vì bị kỳ thị, và họ tới họ biểu tình và họ áp lực hội đồng thành phố San Jose, Oakland phải cho ông được lãnh thầu mấy tỷ đô la. Nhưng bây giờ qua những hành động ổng, bây giờ người ta phát giác ổng liên hệ cộng sản, ổng phản bội cộng đồng, thì bây giờ họ họ tức bực, họ muốn là city này nọ lấy là cái công tắc không cho ổng làm rác nữa. Chứ còn anh chụp mũ những người mà đi biểu tình ổng là tại vì vấn đề thương mại, tranh giành quyền lợi rồi muốn hắt ổng để mà đấu thầu với cái rác, thì tôi nghĩ anh nói oan những người này. Những anh cũng coi mấy người này có tiền đâu mà đi đấu thầu rác, toàn những người mất ô gần chết không à, phải đi dùng lính này nào làm gì, làm công ty. Nên thật tình tôi biết hầu hết những người này, do đó họ phẫn nộ, thì trong đó họ muốn trừng trị ông này. Thì anh biết rồi, trong đấu tranh nhiều yếu tố lắm, trong đó có yếu tố kinh tế, thì họ muốn tiêu diệt ông này, muốn trừng trị ông này. Thì trong đó có chủ trương là yêu cầu thành phố chấm dứt cái hợp đồng rác ông này mấy tỷ đô la, đó là cách trừng trị. Có ra chiến trường người ta bán chết, cả đều đang đây đất nước dân chủ của ta không giết, thì họ dùng kinh tế áp lực, họ dùng về ngôn luận, hay là vấn đề uy tín danh dự, họ dùng nhiều cái điều kiện để mà họ đấu tranh. Thì vấn đề đặt ra
yêu cầu thành phố thu hồi là cái công trắc cái hợp đồng rác ông này thì vì vấn đề chính trị bất mãn thôi. Cho nên tôi không, tôi anh chứng minh cho tôi những người này, những người đang bị tình đó là như ông Vượng này nọ sắp bên tôi, ông này và tiền đâu ông mà hai này nọ ông chỉ ăn rồi đi đấu tranh không, ông Vượng mặt đó biệt động quân này nọ tôi quen ông làm chi ông muốn hắt ông kia để ông đấu thầu mất 1 tỷ đô la công tác hợp đồng kết thúc có đề tài họ bức ông này và họ muốn City bỏ tù ông này, muốn City cắt đứt hợp đồng rác ông này, muốn City phải chế tà ông này vân vân, đó là cái mục đích của họ vậy thôi. Theo cái gì tôi không bảo chữa cho những người này. Và ví dụ anh nói không nhiều lắm mấy chục người thì tăng đấu tranh thì có bao nhiêu họ làm bấy nhiêu, thế nào là nhiều thế là ít cũng không biết được. Con Covid đang xíu xíu à, nó nhỏ xíu xíu à, mà anh dính một câu thôi là anh đã chết rồi. Thì cái chuyện nhiều ít thì với góc nhìn của em thì em thấy nó không hoàn toàn về chính trị hoàn toàn, cái đó là góc nhìn của em thôi. Còn với khán giả thì quý vị nghĩ như thế nào, quý vị có thể comment vào. Tôi nghĩ là 100% là chính trị hết, 100% về chính trị. Chứ còn về thương mại thì tôi nghĩ là anh chứng minh mấy chục người đó là về thương mại đâu, tôi không nghĩ vậy. Đối với em đâu có dạy gì nghĩ những người này là những người gọi là đại gia và người ta đó, đó. Gọi là có những nhà thầu nằm trong này anh. Thôi tôi nó cũng mơ hồ. Thì tất nhiên khi mình giả tưởng giả thuyết thì cái chuyện nó mơ hồ đó, không có gì chứng minh. Đúng rồi. Tôi cũng nói thì nói nó ra được. Cái đều mình comment xem á, hiện tại những cái mình nghĩ xác suất nó cao. Yeah. Còn những này xác suất thì là tôi thấy okay. Nó cũng không cao lắm. Cảm ơn Ngô Kỷ. Một lần nữa quý vị đang xem trực tiếp cùng channel TD Media. Bây giờ mình sẽ diêu thanh lại nha, trở lại cái câu chuyện chính trong ngày hôm nay của anh Ngô Kỷ. Đó thì mình cứ đi lang mang vậy thôi. Cái chuyện mong quý vị cùng đón xem và quý vị có thể giao lưu phản biện hay là đồng tình, quý vị đều có thể giao lưu với chúng tôi nha. Và sau một hồi nữa thì Tiến Dũng sẽ lần lượt sẽ trao đổi cùng quý vị. Thích nhất là những chương trình mà quý vị được quý vị gọi là đặt câu hỏi á. Tôi muốn. Dạ. Nàng đã góp ý phản biện là tối để đáp tốt. Tôi chắc là thích. Yeah. Tôi thích quý vị phản biện là cho tôi nói sai. Ngay cả cho tôi nói sai luôn. Yeah. Hey, phản biện là cái nhạy đó, anh dùng nhạy. Yeah. Nghĩa là chống mà tôi. Tôi muốn vậy. Yeah. Đấy, mình nói là để mình trao đổi, mình gửi cái thông điệp hay giả cho, cho đến khán giả. Yeah. Mà họ phản đối mình nghĩa là mình chưa thông suốt cho họ. Rồi, bây giờ em nhớ tới chuyện nữa. Cái lúc mà ngày đầu tiên chiếc xe VinFast nó về vùng Lido Sài Gòn, anh Ngô Kỷ là một trong những người được gọi là ông Lân mời, và cái hình ảnh của ông Ngô Kỷ lên chiếc xe VinFast chạy vòng vòng bô xa thì được rất là nhiều người chú ý, không phải là tại vì chiếc xe nó mới mẻ ở Mỹ đâu, mà trong đó người ta chú ý và thậm chí người ta chửi nữa. Ông Ngô Kỷ mang danh hay là được biết đến là một tay chống cộng mà bây giờ là bị Dư Cộng mua rồi ấy, thì nghĩ rằng là anh Ngô Kỷ sẽ nhìn ở góc độ là gì, là cái góc độ là cái sản phẩm, hay là ông Ngô Kỷ không còn chống cộng nữa rồi. Em biết là lúc đó là anh bị áp lực nhiều, bản thân TD Media cũng vậy, có một lần mà anh Ngô Kỷ mà đứng gần chiếc xe VinFast thôi, ngồi chiếc xe VinFast thôi, nhưng mà cũng bị ném đá dữ dội luôn. Rồi trở lại đối với kênh Phố Bô Sa TV thì với cái cách làm của Phố Bô Sa TV là gì, là thông tin đa chiều và không có gì mà không thể nói, tự do ngôn luận mà. Thì hình ảnh đó quý vị có thể dễ dàng nhìn thấy đi về Việt Nam, em nghĩ rằng ở hải ngoại nha, thì Phố Bô Sa TV là một cái kênh đặc biệt nhất luôn. Trước kia cũng thấy vài người, ví dụ như anh Đỗ Dũng của người Việt, rồi người của nửa dòng trái đất này kia đó, thì có những cái sự kiện khi ông Trump về Việt Nam họ đi theo, nhưng mà chắc chắn là 100% không có kênh nào mà có cái cơ hội mà có thể đi về, đi những chuyến hành trình đi về Hoàng Sa, đi gặp những gọi là người cao cấp ở trong chính phủ, bà ông Vũ Hoàng Lân. Trở lại bên Mỹ này thì ông Ngô Kỷ như nói một lần nữa là một tay chống cộng khét tiếng, mà mình để khét tiếng ở trong ngoài kép đi. Tuy nhiên thì ông Ngô Kỷ thừa biết cái chuyện ông Lân như vậy, thế thì tại sao mà hồi đó giờ anh im lặng? Và cũng nhớ một chuyện cách đây cũng không xa lắm đâu, chính ông Vũ Hoàng Lân đã
mời cái cô kẹo ngọt, và với cái tích là trò chuyện với kẹo ngọt Bosa, người nhận sứ mệnh quét rác Bosa. Và cái hình của ông Ngô Kỷ, bởi vì khi mà thấy cái thumbnail này đó thì có người cho hay, và người ta nói rằng cái rác này là gì, không phải cái rác này là cái mặt của ông Ngô Kỷ không đâu, mà cái rác đâu đó là cái tinh thần chống cộng ở tại vùng Lý Đa Sài Gòn này. Tuy nhiên thì không thấy ông Ngô Kỷ phản ứng gì hết. Nhưng mà bây giờ với một cái gọi là nửa vời như vậy, như nói là anh Ngô Kỷ cũng nãy cái câu hỏi đó, anh Ngô Kỷ cũng chưa biết trong quá khứ, là không nhớ trong quá khứ có những công ty nào bên Mỹ nào về Việt Nam mà bị chơi bổ hay không. Cái câu này á, em sẽ hỏi anh Lân khi nào mà có cơ hội. Tại vì biết đâu ông nói như vậy có nghĩa rằng ông đã nắm chắc, ông đã biết được có một công ty Việt Nam hay là có doanh nghiệp Việt Nam nào từ bên Mỹ về Việt Nam mà bị là chụp mũ thì mới dám ghi như vậy, chứ đâu lý nào mà đoán đâu. Tại cái câu này là câu khẳng định, chắc sẽ không bị chụp mũ bưng bô làm lợi cho cộng sản như các doanh nghiệp gốc Việt ở Mỹ thường hay bị. Các doanh nghiệp là nên nhớ, các doanh nghiệp là mình thấy là hơn hai rồi, đúng không ạ? Anh Ngô Kỷ nghĩ sao ạ? Vâng, anh nói khá dài, do đó từ điểm mình nhớ cho là dễ đâu, phải không? Cái này tôi hiểu. Dạ. Tôi cứ đi không cần thứ tự, tôi cứ đi đâu rồi, tại vì tôi hiểu được vấn đề thì có đeo, tại vì nói liền cái này. Thật sự nếu mà anh Lăng đã nói là cộng đồng đây có một số người này nọ chụp mũ các doanh nghiệp này nọ, tôi không phản đối. Tại vì điều đó tôi thấy có. Có xảy ra. Dạ. Chứ tôi thấy có những người tàu lao, bên đó không phải những người chống cộng biểu tình là cùng phe tôi, có những người rất là ngu sủng. Những người chống cộng mà họ không cùng phe anh. Ủa, anh nói tất cười chứ, truyền thông anh có cùng phe không? Anh cho tôi có cơ quan truyền thông, hồi nãy anh nói YouTuber này nào cũng đâm thạc ghém chết giết nhau này nào, các lần người đài truyền hình này cũng lên đâm chạm. Em chỉ tưởng là YouTube nó vậy thôi rồi. Xã hội mà chống cộng. Ủa xã hội, thằng cộng sản bây giờ qua thử Việt Á này, nó thủ tiêu, nó giết ông đang sắp bắt Nguyễn Xuân Phúc rồi, Nguyễn Bắc Thanh nào nó giết nào, Võ Văn Kiệt nó giết này nọ, rồi bà Trương Mỹ Lan rồi bây giờ ở tù nó thanh toán nhau loan tố cáo, bà Nguyễn Phương Hằng bạn của anh này nọ bây giờ cũng ở tù nên thanh toán nhau loan tố cáo. Quên bả ra rồi, bà hỏi tôi số phone anh á. Dạ đó, anh đừng có nói vậy, anh nói vậy là anh mỉa mai. Ủa mỉa mai nữa? Mỉa mai, cộng sản quốc gia lính này. Anh thấy đi, mỗi cái Tết thôi, hoặc là 30 tháng 4 đi, hội đoàn này, ngoài tượng đài này, thấy không? Ai đây cũng sẽ biết ngoài tượng đài thôi, có hội đoàn này vô. Ồ, chống cộng 30 tháng 4 quốc hận, cái xong cái buổi đó là buổi sáng, buổi trưa cái là hội đoàn khác, vô cũng chống cộng, cũng tưởng niệm cái buổi tôi đã nói rồi, do đó tôi rất là độc lập, tôi không có theo phà hội đoàn, hội điếc gì, tại vì tất cả anh hiểu là mình không biết là thứ nào hết hả, vòng thao lẫn lộn, do đó tôi Ngô Kỷ tôi biết tôi, còn đây đâu phải là ai cũng tốt ai cũng xấu hết, tôi không quên được cái nắm con người tốt xấu được lẫn lộn với nhau, cộng sản cũng vậy, quốc gia cũng vậy, tướng tá đây bao nhiêu thằng Việt Giang, Nguyễn Bộ Kỳ đâu đã nói được phó tổng thống thủ tướng mà còn theo cộng sản, Phạm Duy là cây cổ thụ âm nhạc nó còn theo cộng sản nữa đâu, anh biết anh ngày xưa anh còn trẻ quá, tướng Nguyễn Hữu Hạnh, tướng Nguyễn Hữu Có, thống rành, tổng tham mưu quân lực Việt Nam Cộng Hòa này nào đủ tứ tướng mà theo cộng sản, chủ tịch ủy ban quân vụ của Quốc hội Việt Nam Cộng Hòa là cộng sản, rồi Vũ Bá Nhà, Vũ Ngọc Nhà rồi này nọ rồi bao nhiêu thằng làm cho Mỹ là CIA cũng là cộng sản, do đó Quỳnh Văn Trạm cố vấn cho tổng thống là cộng sản, rồi bao nhiêu thầy nào Nga có, ôi cũng bao nhiêu cộng sản này, thằng nào thắt tôi chỉ cho coi, tôi nói có sách ba chứng tôi biết hết, ok chứ không phải không, bữa nay không phải đề tài đó, do đó vấn đề đặt ra đó, cái chuyện hồi nãy anh nói đó, cái vụ quát rác đó, thì ủa cái bà đó mà nói, tôi đâu có phải là một cái thằng mà gạt đâu tôi nói đó, ủa tôi đâu quẩn đâu, thì bà chửi anh cái kệ bà, mà tôi thích phản biện, tôi thích tình tiếng và quyền của tôi. Bữa nay tôi thấy cái đề tài ông Vũ Hoàng Lăng nó có chỗ đứng, nó có chủ trọng lương, nó có ảnh hưởng, tôi đặt vấn đề, cũng như con người anh bao nhiêu vi trùng, ủa anh có vi trùng không, quá nhiều vi trùng, có tỷ tỷ có vi trùng, cái đề mình đâu có diệt hết vi trùng,
Có những vi trùng mình càng sống với nó nữa. Anh biết chích vaccine, chích họ nói gì để mà chích lừa đề kháng đó. Đề kháng. Ủa họ chích vi trùng vô nữa mà. Đúng rồi. Anh hiểu không? Do đó càng đấu tranh nó có nhiều. Tại sao bỏ tôi? Tôi họ bảo nói anh đưa cái đề tài quát lót, tại sao tôi phản đối? Ủa tôi là ai? Tôi muốn phản đối không quyền tôi chứ. Với hơn nữa ngay cả cái chuyện này thấy điển hình tôi rõ ràng là bây giờ ta cũng thấy là muốn chửi tôi, nhục mạ tôi, phải không nào? Ít ít là có tôi. Tôi là nhà ngu nhất. Nhưng mà anh Ngu Kỷ là khỏi nói rồi, quý vị biết là lên Google quý vị search một cái ông Ngu Kỷ là ai thì Google sẽ trả lời quý vị nghe. Anh thấy cái đề vấn đề đặt ra tôi phản đối ông Nguyễn Vũ Quần Lăng hay tôi lên tiếng là để đặt vấn đề này, nó không cho cá nhân tôi. Tôi cảm thấy ông viết như vậy chắc sẽ không bị chụp mũ bông bô làm lợi cho cộng sản như các doanh nghiệp gốc Việt ở Mỹ thường hay bị. Nghĩa là ông nói rất là mơ hồ, nghĩa là một tập thể, một đám người khác các nè anh hiểu không? Khác là hơn số 2 rồi đã không, nó chỉ có đẹp cái tập thể. Ông nói là những người chụp mũ tất nhiên là phải một cái lực lượng. Đúng ok rồi. Lực lượng trong đó là tôi thấy xúc phạm đến những người không lên tiếng. Có những người lính Việt Nam Cộng Hòa hay những tổ chức đấu tranh họ mừng nhưng họ không có phương tiện lên tiếng. Tôi không dám đại diện cho họ nhưng tôi thấy tôi đem công đạo cho họ, tôi muốn lên tiếng rồi. Ok, còn cái chuyện bà kia này nọ kẹo ngột kẹo chua gì đó bà muốn lên án tôi, muốn quát rớt tôi thật tình tôi không ca, nên tôi đâu ca, ngay cả tôi đâu nói đồ lắc đâu, quý vị gọi vô chửi tôi chứ cũng chừng tôi cầu tôi nghe hai được cười thôi, tại vì tôi đã nói là chân lý tôi là Thiên Chúa, còn đám đinh kêu cổ ông Phật từ bi hỷ xã như vậy mà họ còn nhục mạ ông Phật đối với tôi có thương. Rồi. Do đó vấn đề đặt ra trở lại đó là tại vì cái đề tài này anh chiếu lại một lần nữa cái nào à? ông Cổng Lăng đó đó viết như vậy tập đồng trung tại vì nó dính ông Trung vô. Chứ anh nói là cộng đồng này có một đám người, những người chụp mũ người này người nọ này nọ như vậy tôi không ca, nó không phải là đề tài tôi nói. Nhưng ta ông đem cái tập đoàn Trung vô để là ông bía mà ông sợ lá, ông chọc quê, ông là mỉa mai hay này nọ để mà cho người ta thấy thôi. Cái tụi đó là tụi hèn, ông Trung thì không dám đụng ông, chỉ để đụng mấy người Việt Nam lã tả thôi. Đó là cái điều mà tôi cần nói. Rồi. Anh hiểu không? Và đó là ý của ông Lân, dù sao là tự do ngôn luận mà ông nghĩ như vậy. Nhưng với anh thì sao ạ? Tôi nói là tự do ngôn luận, tôi nói có quyền của ông, nếu nói quyền thì vô tình. Cái này tôi cũng có quyền phản đối. Dạ. Anh hiểu không? Mà anh nói đây nè, như nói ông Vũ Bằng Lân cho rằng đi, mình cho rằng thôi nha. Đâu. Động đi, nói rằng là đi, đây là cái tập đồ của ông Trump. Thành ra những người mà giống như trước giờ hay chụp mũ quân này nọ đó. Rồi. Thì họ sẽ không lên tiếng. Đúng rồi. Tại vì đây là tập đồ của ông Trump. À. Đúng nói chung là người Mỹ đó. Trừ trường hợp là những người là doanh nhân người Việt Nam về Việt Nam thì mới bị gọi là chụp mũ thôi. Thế thì trong quá khứ có cái doanh nghiệp hay là cái nào mà của Mỹ á mà đi vào Việt Nam mà bị chống không? Cái đó bây giờ ngồi thì sắp xúc tôi không nhớ. Cái đề vấn đề đặt ra bây giờ anh chỉ có thằng Mỹ nào mà nó cầm cờ cộng sản ca ngợi cộng sản, vinh danh cộng sản là đạo đức, là tiến chiếm Việt Nam là lý tưởng này nào, anh chỉ cho tôi. Không thấy. Tôi sẽ tới biểu tình đó ngay. Lát nữa tôi cho anh coi. Ông Tổng thống Bush cha đó, ông về Việt Nam tôi là người lên tiếng chống ông, để cho ông Vũ Hoàng Lăng hay bất cứ những người nào tôi không hàng. Ủa, mà cái lời này của anh Lăng á là muốn chứng tỏ những người quốc gia chống cằn mà biểu tình này nọ là những thằng hàng sợ Mỹ sợ ông Trump. Ủa tại sao ông Trump ông bố sao mà để, chống vậy? Để tôi nói nghe. Mà ông Trump á đâu phải bây giờ mới làm ăn Việt Nam. Mấy chục năm trước cái tập đoàn Trump á đã tổ chức thi Hoa hậu Hoàng Vũ Universal tại Nha Trang rồi. Đã làm ăn thương mại đó rồi, đã chống đâu. Tại lúc ông làm biết mấy tận làm thi Hoa hậu mà. Chứ không phải bây giờ ông Lăng dậy là đi trễ rồi, bây giờ mới nhát mấy trong tập trung trung, bây giờ mới làm ăn mới tí với chủ tịch của Hưng Yên này. Mấy chục năm trước ông về Nha Trang rồi. Như vậy cái lời của ông Vũ Hoàng Lăng này xưa như ta đắc, đâu gì vĩ đại, đâu gì ghê gớm đâu. Ông làm giống như trên trời nó xuống ghê,
trăm. Ủa, 30 năm trước ổng đã về Nha Trang, ổng là ngày đó đâu qua tắm. Do đó vấn đề đặt ra ổng làm thương mại. Hồi nãy tôi đọc á, bao nhiêu công ty Microsoft rồi Starbucks cà phê rồi Tesla rồi ngân hàng rồi bất động sản rồi Microsoft rồi máy bay Boeing rồi dầu khí này nọ bao nhiêu công ty có tỷ 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 đó ở Việt Nam. Ủa có khi nào ra chống đâu, nhưng tụi đó có khi nào nó nói cộng sản Việt Nam là có tự do dân chủ hay là tiến chiếm miền Nam Việt Nam là hợp tình hợp pháp hợp lý hay là nhân đạo không? Nó đến nó ca ngợi thứ tôi không tôi xử sự nó cho anh coi. Anh bữa nào anh gặp thằng Mỹ rồi nói đi. Và bằng chứng quý vị thấy tôi nói có sắc có chứng quý vị coi, anh em chiếu là cái thư inbox ta tính tôi nó sắp có chứng, ta có chuyện này qua rồi. Yeah. Tôi không ngồi đây để mà tôi kéo là dĩ vãng. Nhưng thưa quý vị, đó, này, quý vị thấy ông Bush năm 1995, ông Bush cha đó là ông hết chức rồi, và sau đó là con của ông là ông sụp bút con đó, W. Bush đó, làm tổng thống đó. Tôi gửi thư cho ông và tôi phản đối, tôi là đại biểu ông 2 lần. Lúc ông làm tổng thống tôi làm đại biểu cho ông á. Tôi là người Việt Nam duy nhất cả nước Mỹ có mình tôi làm đại biểu đầu tiên nước Mỹ từ năm 88, rồi năm 92 cũng làm đại biểu cho ông rồi. Mà với tư cách đại biểu tôi đã gửi thư tôi chống ông, và tôi xin đạt được dịch cái lá thư để quý vị thấy ông Vũ Hoàng Lăng nghe đây. Cha đã đừng có đem chân chân ra được để dọa chúng tôi. Ông Bush còn là sư phụ, tôi không nói Bush con nha, Bush con thì tôi biển biển bạn, nhưng tôi nghĩ rằng ông Bush cha giám đốc CIA, tổng là đại sứ Mỹ Liên Hiệp Quốc, chủ tịch Đảng Cộng hòa toàn quốc, đại sứ của Hoa Kỳ tại Trung Cộng này nọ, tôi nghĩ ông Bush cha có trình độ hơn ông Trump rất là nhiều. Nga còn ông Trump khét đét tới đắc đai ông Bush nữa mà. Do đó mà tôi còn chống ông Bush nữa, dù rằng tôi đã đại biểu của ông. Quý vị nghe, tôi mời quý vị để tôi nói có sách với chứng. Tôi gửi thư cho tổng thống Bush. Thưa tổng thống, khi mà đó ổng về Việt Nam năm 1995, ổng là một người lãnh đạo cao cấp, hầu đó hết là tổng thống rồi, là cựu tổng thống, nhưng có hào quang chỗ đứng ổng rất là mạnh. Và từ năm 95, năm 1975 đến 95, ổng là người nổi tiếng của nước Mỹ, cựu tổng thống đi về Việt Nam. Chính vì vậy mà tôi mới lên tiếng. Anh hiểu không? Ổng cựu tổng thống nhưng ổng vẫn giá trị hơn Bill Clinton, Obama nhiều. Dù rằng cựu tổng thống thế giới vẫn nể ổng, cũng như Reagan, Bush. Ổng làm những chuyện đầu tiên đúng không ạ? Không, nói chung á là ổng uy tín. Anh hiểu không? Những người có những người uy tín, anh hiểu không? Cái chất họ có thể nhỏ nhưng họ vẫn nể. Anh hiểu không? Vâng. Hai là ổng về hưu rồi nhưng người ta vẫn nể. Vâng. Anh hiểu không? Thì tôi gửi thư cho ổng để tôi bữa nay, tại vì chuyện này nó xảy ra từ năm 95 kìa, là bây giờ bao nhiêu năm rồi, 95 là bao nhiêu năm rồi, 30 mấy năm rồi, 30 năm rồi phải mà tôi gửi thư cho ổng nè, tôi đó có sách bất chứng này. Thưa tổng thống, tôi lấy làm khó chịu và sững sờ khi đọc tin tức rằng ông định đi Việt Nam vào tháng 9 này, là tháng 9 năm 95 á, để nói chuyện tại đại hội Citibank. Tôi khẩn thiết yêu cầu ông xét lại quyết định đó và hủy bỏ chương trình đi Việt Nam. Như ông thừa biết, Việt Nam vẫn còn là quốc gia do Cộng sản thống trị, bị ca trị dưới một hệ thống độc đảng bảo tàng. Chế độ Hà Nội tiếp tục bắt bớ, vô cớ dân chúng và cấm đoán những hình thức chính trị đa đảng và dân chủ. Hậu quả của sự áp bức đó đưa đến việc hơn 2 triệu người Việt Nam đã bỏ phiếu bằng chân, trốn thoát Việt Nam. Mặc dù Hà Nội đang cố gắng gia nhập các cộng đồng văn minh thế giới nhằm dụ dỗ ngoại quốc đầu tư, hệ thống kinh tế tại Việt Nam hiện nay say tin tắc, nơi mà chính quyền che chở cho tham nhũng và thấu nát hoành hành. Sau năm thập niên dưới chế độ cộng sản, Việt Nam là một quốc gia trong năm quốc gia nghèo nhất thế giới. Đất nước bị lãnh đạo bởi bọn cách mạng già nua, chúng chỉ biết bảo vệ đảng Cộng sản mà thôi, chứ không hề quan tâm đến số phận của 75 triệu đồng bào. Việt Nam bây giờ bị ca trị bằng bạo lực chứ không bằng luật pháp. Tôi lấy làm vinh dự làm đại biểu cho ông 2 lần, vào năm 1988 và năm 1992 tại đại hội đảng Cộng hòa toàn quốc.
Tôi hằng luôn tin tưởng ông là quán quân của tự do và dân chủ trên thế giới. Lúc ông còn là tổng thống, ông đã mạnh mẽ chống đối việc ban giao với Hà Nội. Tôi vẫn luôn nhớ lời xác quyết ông trước 50.000 người tham dự tại miền Nam Cali Phục Na vào năm 94 tại My Square Park, khi ông nói rằng chúng ta không bao giờ quên rằng Việt Nam bây giờ không có tự do và dân chủ. Tôi xin gửi lính kèm theo đây bài bình luận của cố tổng thống Nixon để ông kính tường. Cố tổng thống Nixon đã đưa ra những luận cứ hùng hồn để chống là việc bình thường hóa ngoại giao với Cộng sản từ khi một số điều kiện căn bản được thỏa mãn. Chân thành cảm ơn sự lưu tâm của ông. Tôi hy vọng được nhận tin ông. Trân trọng kính chào tổng thống. Thưa quý vị thấy không? Đó là bản dịch của tôi, và đây là bên này là tiếng Mỹ đây. Anh qua cái trang kia là có cái trang tiếng Mỹ này nè. Có lẽ là nhân dịch này tôi, quý vị vào Facebook Kỷ Ngô là Ngô Kỷ đó quý vị, đạt hết những tài liệu đó. Tôi nói có xác đích chứng tại vì tính tôi là vậy. Do đó và tôi đã in một mấy chục ngàn tờ báo, và tôi yêu cầu đồng bào cộng đồng này ký vô gửi cho ông nữa. Ngoài vấn đề lá thư, tôi có một lá thư viết cho cộng đồng ký. Đây lá thư của tôi đó quý vị thấy đâu. Tôi đó có xác bằng chứng. Đó tôi viết ngày mấy ngày đó. Hả? Ngày 3 tháng 4 1995 đó quý vị đó. Tôi nói được, và có lá thư mà tôi in tới mấy chục ngàn tờ báo, kèm theo lá thư tôi in cho nó, rồi tôi gửi kèm theo lá thư, rồi tôi in một lá thư đồng bào ký petition này nọ gửi cho tổng thống Bush lúc ông về hưu tại Texas. Thưa quý vị, đó tôi quý vị, để nói như vậy để ông Vũ Hoàng Lăng và những người nào á cho rằng là tôi này nọ ông Trump ghê gớm lắm này nọ, mình đây Việt Nam không có dám đụng tới ông. Trời, cái gì ông đụng ông Trump mà nếu ông bưng bô cộng sản thôi, có thử tôi có treo ông đâu hả, tôi sợ gì. Do đó vấn đề ra mà tôi không nghĩ ông Trump ông làm ông chỉ là business thôi, chứ còn ông không có cái kiểu đi ca ngợi cộng sản bằng chứng. Quý vị vào Google đánh Trump đứng trước ngọn cờ vàng ba rõ tại Florida không xa để cách đây vài tháng, và đăng đại hội đảng hôm qua ông đã mời ông đại tá hải quân hùng cao tranh cử chức thượng nghị sĩ và chỉ ra lên trên khán đài dưới đại hội trên toàn quốc rồi để lên án cộng sản Việt Nam và xưng danh là ông là con tị đạn cộng sản. Cộng sản đã gõ cửa nhà ông, bác ông nội ông ngồi ông đi hay nào. Và cách đây vẫn một tháng ông Trump đã tới ngay một cái nhà hàng tại cái khu shopping mà Seven Corner gì đó này nọ tại Virginia đó. Yeah. Và ông Trump đứng đó đã giới thiệu ông đại tá Hùng Cao, ông Trump tới ngay cộng đồng Việt Nam những người tị đạn. Yeah. Do đó muốn tôi nói cho ông Vũ Hoàng Lăng và đồng bào biết là ông Trump, ông tập đoàn ông, chuyện ông về Việt Nam là mấy chục năm trước ông đã về Việt Nam, ông tổ chức thi hoa hậu Universe này nọ chừng già chừng ngán rồi biết điều, cũng giống như hàng trăm hàng ngàn công ty Mỹ về Việt Nam không có gì quan trọng. Và bây giờ như là ông, tôi tin là ông đang nói là bây giờ tập đoàn ông Trump này nọ đang về Việt Nam để ký cái làm ăn gì ở Hưng Yên gì đó, cái chuyện đó tôi tin ổng, tại có nguồn tin thì tôi có gì tôi chống ấy. Nhưng khi nào ông Vũ Hoàng Lăng hay những người binh và cùng làm chứng minh tôi rằng tập đoàn ông Trump về bưng bô cộng sản, nịnh hót cộng sản, chống những người quốc gia chống cộm này nọ thì cho tôi biết, thì hồi đó là tôi có thái độ, cộng đồng Việt Nam có thái độ hãy cho ông là cộng sản, cho ông là bưng bô cộng sản. Còn bây giờ tự nhiên ông Lăng nói tại sao không biểu tình ổng, ủa ổng đâu làm gì đâu xa, ổng làm ăn cái gì đâu xa mà biểu tình không. Đó là lý do. Và tôi thật tình tôi chắc là ngạc nhiên ông Lăng đang khôn lắm, ổng làm trời, tôi nghĩ ổng là một trong những người truyền thông rất là khôn khéo, mà tại sao ổng phải đi viết cái này. Quý vị đọc đi, anh chiếu lại lần nữa, quý vị đọc cái này, nó không phải tin tức, mà nó không phải bình luận, nó không phải quan điểm của nhà báo nữa. Nó rất là kỳ cục. Đây là một lời mỉa ma xỏ lá, rồi chăm chích, rồi đâm thạc này nọ, rồi tào lao. Chứ không phải là, nếu ông phân tích đàng hoàng,
thì tôi có chấp nhận thôi, chắc sẽ không bị chụp mũ bưng bô. Ủa, sao ông chắc được mà chụp mũ ông Tập Đoàn Trump, mà cộng đồng nào chụp mũ những người mà Việt Nam ở Mỹ về làm ăn cắt thùng tí. Tôi nói chữ thùng tí là làm ăn thương mại, không ai chống ấy, chỉ theo bưng bô cộng sản, làm lợi cộng sản, nhục mạ người quốc gia, nhục mạ cộng đồng người tị nạn. Đúng, chúng tôi treo cổ chứ không phải chỉ biểu tình không nữa. Thì đó, đó là lý do tại sao mà đó quý vị thấy trở lại đó. Năm 95 tôi còn gửi thơ tôi phản đối ông Bush nữa mà. Nhưng do đó đừng có nghĩ rằng cộng đồng đi hàng, trong đó có tôi ông hàng. Và quý vị thấy, và sau khi mà tôi gửi thơ đó hả, thì anh chiếu giùm tôi tá thư hả? Sau khi tôi gửi thơ ngày 3 tháng 4 năm 1995 đó, anh qua cái trang cổ thư ông Bush đó. Ok, hình như hồi nãy mình có, hình như trong này nè hả, bên năng nữa hả, đây là cái hình này, là hình là tôi gửi, tôi viết cho đồng bào ta liệu cũ để coi thôi, xin đừng gửi. Nghĩa đây là lá thư tôi soạn cho cộng đồng, hồi nãy là lá thư tôi ký tên, đây là lá thư của cộng đồng tôi soạn sẵn cho cộng đồng, mấy chục ngàn tờ báo để cộng đồng viết ký tên nha. Do đó tôi khi tôi đưa lên tôi sợ đồng bào không biết hết, tưởng thấy tôi đưa lên cái ký gửi nữa, tại vì cái chuyện này cũ từ năm 95 rồi, do đó tôi phải viết tài liệu cũ để coi thôi. Đây là nội dung lá thư mà cộng đồng gửi phản đối ông Bush về Việt Nam, và anh cho lá thư của ông Bush. Và sau khi gửi qua đó quý vị hả, tôi gửi ngày 3 tháng 4 năm 1995, thì thưa quý vị có ngày 7 tháng 4, đây để quý vị coi đã, ngày 7 tháng 4, tức như tôi gửi có 4 ngày à, kinh không, là tổng thống đã trả lời cho tôi. Anh thấy không? À, đúng rồi. Khi anh có quý vị thấy rõ ràng không nè? Khi mà nói á, thường thường bên Mỹ này dù rằng ông cựu tổng thống nhưng thường thường họ vẫn nói là tổng thống. Cái protocol nó vậy. À, cái nghi lễ vậy đó. Vâng. Nên hết không? Không cần phải nói thưa ông cựu tổng thống mà họ vẫn kêu thưa tổng thống. Anh hiểu không? Dù rằng ông là cựu tổng thống. Hay không? Khi mà họ viết đó, họ former president. À, nhưng à, khi nói họ không, không nói là cựu tổng thống. Okay, đây, đó là cái nguyên tắc để hiểu không? Dạ thôi. Thì đã thưa quý vị, thì quý vị thấy nào rõ ràng không? Tôi gửi ngày 3 tháng 4 năm 1995, 4 ngày một ông cựu tổng thống, một vĩ nhân của nước Mỹ, có đứa con trai là George W. Bush là con trai cũng là tổng thống nữa, có thằng câu là Jeb Bush làm thống đốc Florida, một gia đình rất là quyền thế. Ông nội ông, tức là cha của ông Bush thì cũng đã từng làm US Senator, thượng nghị sĩ của Hoa Kỳ rất là nổi tiếng. Mà quý vị, tôi là thằng homeless chí phèo, vô danh tiểu tốt homeless, chẳng có lực lượng gì, mà ông nhận thư tôi mà chỉ có 4 ngày đã trả lời thư cho tôi. Quý vị, đó quý vị đọc đi, tôi đâu có nói dốc đâu. Ông viết như thế nào, tôi xin lược dịch quý vị này. Kỹ thân mến, cảm ơn thư đề ngày 3 tháng 4, à, đây ngày 7 tháng 4, à. Tôi không hề thay đổi quan điểm về chủ nghĩa cộng sản và những chế độ cộng sản. Ghê đó quý vị, ông tổng thống mà ông lại đi xác minh với tôi. Tôi không hề thay đổi quan điểm về chủ nghĩa cộng sản và những chế độ cộng sản. Tôi cảm thấy Việt Nam cởi mở hơn trong vấn đề tìm kiếm tù binh và lính Mỹ mất tích. Lẽ dĩ nhiên là tôi cũng rất bất mãn khi cộng sản xâm chiếm Việt Nam. Ủa trời ơi, một ông tổng thống nổi tiếng vậy mà ông bất mãn cái chuyện nó xâm chiếm Việt Nam, nghĩa là đứng về phía người quốc gia rồi, ông đứng về phía tôi rồi. Quý vị thấy ghê, có ông nào tổng thống, cựu tổng thống mà đương kỳ tổng thống dám lên án cộng sản mà. Có lên án cộng sản xâm chiếm Việt Nam mà chính vì vậy mà tôi ủng hộ Bích Cha. Lẽ dĩ nhiên là tôi cũng rất bất mãn khi cộng sản xâm chiếm miền Nam Việt Nam, chiếm Việt Nam. Nhưng cũng giống như tại Trung Hoa, tôi thích thú khi thấy dịch vụ thương mại tư nhân mang lại nền tư bản và kinh tế cơ hội cho Việt Nam. Mà ông nói rất là phè. Kỹ, tóm lại tôi ý thức rõ ràng Việt Nam không có tự do, cũng không có dân chủ. Trời ơi,
Tôi thắc quý vị gặp ông Obama, ông Trump, ông Biden, bà Harris, hay là ông Clinton, hay là ông này nào, họ đi yêu cầu họ lên tiếng là Việt Nam có tự do dân chủ, mà ông Bucha ông dám viết thư cho tôi, ông nói là tóm là tôi ý thức rõ ràng Việt Nam có tự do cũng không có dân chủ. Ông chửi vào mặt Đảng Cộng sản cách công khai như vậy. Đồ hỏi ông gì nữa? Tôi qua đó với tư cách một lãnh đạo thương mại của Hoa Kỳ, và nếu tôi có cơ hội gặp bất kỳ viên chức lãnh đạo nào của Việt Nam, lẽ dĩ nhiên là tôi sẽ nhắc nhở họ về mối quan tâm của tôi về vấn đề dân chủ tự do. Quý vị thấy không? Ông hứa với tôi vậy. Một ông tổng thống uy quyền cả thế giới và đi hứa một thằng hộp lết như vậy. Đồ hỏi gì nữa? Tôi làm gì hơn giờ? Thượng nghị sĩ John McCain, một người mà tôi vô cùng cảm kích, ông tỏ ra hài lòng về chuyến đi của tôi. Ông từng đau đớn nhiều năm và ông ta muốn giúp đỡ nhân dân Việt Nam. Kỹ, tôi luôn luôn biết ơn về những sự hỗ trợ của anh trong quá khứ. Xin anh đừng lo lắng, tôi sẽ không bao giờ quay lưng lại với tự do. Kinh không anh kinh? Ông tổng thống, don't worry, I will never turn my back on freedom. Kinh không quý vị? Tôi thằng homeless chí phèo mà ổng đi hứa với tôi vậy. Thật tình quý vị à, quý đây dưới là George Bush thằng ái. Và thưa quý vị, khi mà tôi nhận lá thư ổng rồi thì ổng đã nói một ông tổng thống mà đi cam kết là không có quay lưng với tự do và biết rằng cộng sản là chiếm miền Nam Việt Nam là sai và không có tự do dân chủ dân quyền, thì bây giờ tôi sợ gì nữa, ổng đã cam kết như vậy rồi. Thì thưa quý vị, và sau đó thì sao? Thì tôi hết chấm, chấm gì nữa? Thì khi đó, để mà make sure đó, những lời hứa của ông, thì tôi mới viết một lá thư khác. Thì tôi muốn lợi dụng về cái sự hứa hẹn của ông, yêu cầu tổng thống kỳ này về để chứng tỏ là ông quan tâm đến nguyện vọng của cộng đồng tị nạn đây. Ông tranh đấu với dòng cầm quyền cộng sản và thả tự do cho Hòa Thượng Thích Quyền Quang, Hòa Thượng Thích Bổn Độ và Linh Mục Trần Đình Thủ. Tại vì hồi đó nhiều người chỗ tù, nhưng ít ra ba vị lãnh đạo đó là cao cấp và nổi tiếng. Tôi yêu cầu ông, anh hiểu không? Mà cũng biết Hòa Thượng Thích Quyền Quang rồi, thầy Hòa Thượng Thích Bổn Độ rồi, hai vị đã viên tịch rồi. Rồi Linh Mục Trần Đình Thủ là cái người mà chống cộng sản năm 75 mà bị cộng sản nhốt tù và kháng chiến này nọ, in tiền in bạc này nọ đó, và bây giờ ổng là lãnh đạo cái dòng đồng công mà mỗi năm mà cái tung lá cờ đã kỳ lên trời ở Missouri đấy, hội thánh tín mẫu đó, trong cái giáo phái của cha đó, dòng đồng công đó, cha là lãnh đạo đó, Trần Đình Thủ đó, anh chiếu mấy tấm hình cha, và đó thì tôi gửi yêu cầu tổng thống về Việt Nam. Ok, bây giờ ông biết tội lỗi cộng sản, ông biết cộng sản là không có dân quyền gì hết, ông về với tư cách là lãnh đạo của nhà băng Citibank, ông về thì ok. Nhưng ông tranh đấu, và thưa quý vị, và tôi gửi thơ cho ông và những tấm hình của mấy vị đây đó, đó. Thì sao thưa quý vị, ông đi đông mười mấy ngày sau đó, ông gửi lại tôi một lá thư, ông về Texas vào ngày 5 tháng 10 á, thì ông gửi tôi lá thư và ông viết như sau: Ngô Kỷ thân mến, Barbara là vợ ông, Barbara và tôi đã trở về sau chuyến công du Á Châu 18 ngày. Chuyến đi thật lý thú và tôi hy vọng nó mang lại một số hiệu quả tốt đẹp. Tôi có tiếp xúc với nhiều giới chức cao cấp Việt Nam, trong đó có Chủ tịch nhà nước, Thủ tướng và Phó Thủ tướng. Chúng tôi đã thảo luận một cách thẳng thắn về mọi khía cạnh liên quan đến quan hệ Việt-Mỹ. Và tôi cũng đã công khai lên tiếng cần phải tôn trọng nhân quyền hơn nữa. Đó, lá thư. Đây là lá thư thứ nhì ông gửi tôi khi ông về Mỹ đó quý vị. Tôi nói có sắp có chứng. Ngày 5 tháng 10, 1995. Tôi đang dịch cho quý vị nghe đây. Hiện tại tôi chưa có đủ dữ kiện để tường trình cho anh biết về tình trạng của Hòa Thượng Thích Quảng Độ, Hòa Thượng Thích Quyền Quang và Linh Mục Trần Thanh Thủ. Kinh không quý vị? Cái đó nó làm tôi rất là xúc động.
ổng là tổng thống. Trong khi tôi gửi thơ tôi yêu cầu ông đánh đấu cho ba vị này, khi ông trả lời thơ tôi, ông là nhắc tên ba vị này. Kinh không? Nghĩa là chứng tỏ quan tâm. Cái câu nó à, cảm ơn anh để nhờ tôi giúp đỡ cho cộng đồng anh hay những người ổng nhắc tới, quý vị thấy rồi đó, anh chiếu lại cái đó. Hiện tại tôi chưa có đủ dữ kiện để tường trình cho anh biết về tình trạng của Hòa Thượng Thích Quảng Độ, Hòa Thượng Thích Quyền Quang và Linh Mục Tần Đình Thủ. Tôi đã nhờ người bạn thâm niên của tôi là ông Quyền Đại sứ Mỹ De Sa Anderson, là lúc đó Mỹ chưa có băng giao năm 95 khi cũng về đó, do đó chưa có đại sứ, chỉ có Quyền Đại sứ thôi, người đại diện chính phủ Mỹ đó. Và ông ta sẽ đích thân theo dõi tình trạng của quý ngài, và ông ta sẽ báo cáo cho tôi biết các diễn tiến kết quả. Thân ái George Bush. Quý vị thấy không? Ông gửi thơ cho tôi như vậy. Và thưa quý vị, ngay rồi sau đó biết không, một tuần sau, tại văn phòng ông ở Texas của tôi, Ngô Kỷ, tôi báo tin cho mừng cho anh á, qua lời yêu cầu của tổng thống George Bush, cộng sản đã thả Hòa Thượng Thích Quảng Độ, Hòa Thượng Thích Quyền Quang, Linh Mục Tần Đình Thủ. Kinh không? Nếu không có tôi, không có bố, chưa chắc là cộng sản thả ba vị đó. Ta biết những việc tôi làm, ta biết việc ông tổng thống Bush làm, chỉ có Chúa biết, Phật biết, anh linh liệt sĩ biết chuyện tôi làm và ông tổng thống Bush thôi. Chuyện này xảy ra từ năm 95 rồi, là bây giờ bao nhiêu năm rồi, là 30 năm rồi, bao nhiêu năm rồi. Ngay cả bây giờ giáo hội Phật giáo cũng không biết chuyện này, giáo hội Công giáo cũng biết, cái dòng Đồng Công mà cho Trần Đồng, cô không biết là tôi là người đã giải cứu cho Linh Mục Trần Đình Thủ khỏi tù cộng sản. Thưa quý vị, tôi đó có sách bất chứng quý vị đó. Thưa anh, bây giờ thì không nói chuyện, tại vì cái chuyện tôi kể tại vì tôi muốn chứng minh là ông Vũ Hoàng Lăng ông xa, tại vì ông đem ông Trung đóng dọa các anh hèn, các anh chỉ ăn hiếp người Việt Nam thôi, cộng chung là các anh có thằng nào dám chụp mũ ông đâu. Ông bước mà tôi còn lên tiếng phản đối, dù rằng cá nhân tôi thôi, tôi không có một lực lượng gì hết. Tuy nhiên đây là ông John McCain đó quý vị. Do đó thưa quý vị, sẵn cái dịp tôi chia sẻ vậy thôi, thì nếu mà anh Vũ Lăng anh đừng nhét đến tập đoàn ông Trump. Anh phản đối cộng đồng, các anh chụp bủ người này người nọ là có quyền của anh. Nhưng anh đem ông Trinh ra để ông dọa dẫm, ông chặt quê cộng đồng, hay là xỏ lá cộng đồng. Tôi thấy, tôi không nói dùm anh Lăng bữa nào anh Hậu có phải ý vậy hay không. Nhưng đối với tôi á, tôi cảm thấy qua lời lã vậy, trong quan điểm nó như vậy. Ok, còn có chuyện anh nói tôi viết vậy mà tôi không có ý gì, thì mình phải tôn trọng anh. Thì dọc, hôm nào nó sẽ... anh tôi vẫn đâu, và cái điều tôi kết luận cho chuyện này á, là hồi nãy tôi viết rất là cẩn thận, tôi nói là tôi thông báo cộng đồng hương là tôi rất là bất bình về cái sự kiện này, và kể từ hôm nay thứ năm ngày 18/9/24, tức là cách đây 2 ngày đó, tôi chấm dứt mọi liên hệ, nghĩa là truyền thông của anh đó, đã làm truyền thông á, lại liên hệ truyền thông đó. Chứ còn tôi vẫn tiếp xúc, tôi ngồi ăn uống ảnh chuyện đó bình thường. Vấn đề nhân tình này nọ với nhau, nhân sinh với nhau, chỉ như không liên hệ vấn đề lên đài hay vấn đề thư từ qua thư từ lại này nọ trong vấn đề truyền thông. Và không tham gia bất cứ buổi nói chuyện nào với YouTuber Vũ Hoàng Lăng trên kênh Phobosa của ông, cho đến khi nào ông Vũ Hoàng Lăng tuyên bố rút lại lời lẽ trong cái status và công khai xin lỗi tập thể người Việt quốc gia chấm cảm trên toàn thế giới. Đó là cái đồ hỏa của tôi đó. Tại vì tôi cho rằng những điều này nó xúc phạm đến tập thể người Việt quốc gia trên toàn thế giới. Tiểu dương chữ thế giới là sao? Tại vì trong đó quốc nội quốc ngoại, anh hiểu không? Thế giới là từ Âu Châu, Á Châu, rồi Canada, rồi Việt Nam, rồi Mỹ, rồi Pháp, là tất cả, ngay cả quốc nội cũng là thế giới. Ok, do đó tôi dùng thế giới, nghĩa là anh Lăng phải xin lỗi. Chính vì vậy mà tôi lên tiếng, chứ không phải là xin lỗi tôi. Bây giờ nếu trong trường hợp mà ông nói rằng tôi giết vậy, tôi không nghĩ gì trên đó thì sao? Sao xin lỗi? Thì cái chuyện giữa ảnh với cộng đồng. Ok, mà nếu mà ảnh không thuyết phục được tôi, ảnh thuyết phục được thì tôi vẫn tiếp tục là tôi có thái độ với anh. Anh có thái độ với ông Lăng?
À, như vậy anh chắc không nhỉ? Nghĩa là bây giờ là em thấy đó, những cái clip của anh á là nhiều nhất á, là trên lần á, ở đây chưa có YouTuber nào mà chứa gọi là cái content á mà ông mua kỹ nói chuyện á là bằng Spotify xa, và kể như đó là cái phương tiện mà anh hay dùng á, anh nói là cái đó là cái phương tiện mà trong cái công cuộc đấu tranh của anh, bởi vì anh cũng biết anh ngủ kỹ lên phố Sa TV rất là nhiều, và khi mà phố Sa TV hay đi về Việt Nam quay Trường Sa, Hoàng Sa, quay mấy nhà của viên chức của trong chính quyền á, thì anh thấy là người ta phản đối ngủ kỹ, những cái người gọi là trên fan Facebook á nói rằng là ông Lân lại vậy, thì ông ngủ kỹ nói là không, đó là ông có nhìn khác, bởi vì đó là cái tác nghiệp của ông Lân. Và ông Mưu Kỷ kể như đó là cái phương tiện để mà ông có thể truyền đạt cái tiếng nói, truyền đạt những ý nghĩ của ông, thậm chí là cái đài Việt Vision, ông Mưu Kỷ cũng không ngần ngại để mà ông lên trên đó nói. Thì nếu như anh tuyên bố rằng chờ cho đến nay khi nào mà ông Lân lên tiếng xin lỗi cộng đồng, thì anh mới có thể nói kết lại, anh có thể nói chuyện lại bất kỳ cái đề tài nào giống như mọi khi. Và trở ngược lại, nếu như ông Lân không có xin lỗi cộng đồng thì anh sẽ ngừng lại điều đó. Nó đồng nghĩa rằng nó đã giảm đi cái sức mạnh của cái phương tiện đấu tranh của anh, và anh sẵn sàng đánh đổi cho điều đó. Ủa, cái chuyện tôi đã quyết định mà, khi tôi quyết định là trước khi tôi viết như thế này, viết đây tôi nói như thế này, là tôi đã computerize, tôi đã work out nó sẽ, tôi phải thấy điều đó chứ, cái đều không có gì không phải trả giá hết. Anh nhỉ? Tôi thấy điều đó và cái chuyện tôi chấp nhận. Anh hiểu không tôi nói không? Hả? Do đó vấn đề đặt ra, ví dụ anh ly dị cũng vợ, không phải anh nha, xin lỗi nha, tôi thí dụ đại danh từ vậy thôi. Ví dụ ông A không ly dị cũng vợ đi, đừng có anh rồi nào, sao bà sợ anh chửi tôi chờ này nọ, tôi tù bậy. Hả? Ông A không ly dị cũng vợ. Ông phải biết là vợ mà ly dị xong là tối ông phải tự nấu ăn, ông phải tẹt giặt đào. Nhưng ông chấp nhận. Chứ nếu họ nghĩ rồi mình ly dị vợ nhưng rồi rồi không ai nấu ăn mình này nọ, rồi họ không ly dị đâu được. Không, mình phải đánh đổi, và cái chuyện này tôi vì lẽ phải, vì công đạo, vì sự chính nghĩa tôi làm. Còn anh nói hồi nãy tôi đã xác định rồi, anh chưa nói tôi đã xác định rồi, và tôi hy vọng ông Lăng nghe tôi nói, là tôi đã nói rằng quần chúng đồng bào quốc nội trên thế giới biết đến Ngô Kỷ, một trong trận lớn nhiều nhất là nơi phố Bô Sa. Ok. Bên cạnh đó là các đài truyền hình Mỹ Việt này nọ, hay là các kênh khác, hay các báo chí, tại tôi sinh hoạt cộng đồng tới 40 năm. Ông Lăng ông mới xuất hiện khoảng 14 năm nay đây. Cái đài tôi từ năm 84 là tôi đã xuất hiện trên báo chí truyền thông, tôi làm trên đài phát thanh quê hương từ năm bao lâu rồi, anh hiểu không? Tuy nhiên tôi không có mà phủ nhận cái sự mà liên hệ với phố Bô Sa, nhờ phố Bô Sa mà người ta biết đến tôi. Nhưng không phải vì vậy mà tôi câm nín, tôi sợ hãi là không được lên đài của ông, mà tôi không dám nói những điều mà tôi cho rằng cần phải nói, và mình phải trả giá, tôi chấp nhận. Anh hiểu không? Cho đó vấn đề ra, nếu mình sợ thì mình không dám làm gì cả. Đối với tôi là vậy. Anh yếu anh đừng ra gió, anh sợ nóng anh đừng vô bếp. Đó là quan điểm của tôi. Hoàng Lăng đấu gì tôi xa lạ, anh em với nhau mới tối hôm qua ngồi ăn với nhau, mới cùng ly với nhau tối hôm qua. Nhưng hôm kia là tôi mới biết là em phát hiện là bị trễ rồi. Ở trong đây là anh ghi là bắt đầu kể từ ngày 18. Tức là hôm kia. À, hôm qua là mấy hôm qua? 19. Hôm qua là ngày 19. Ủa sao kỳ vậy, mới ngày hôm qua còn gọi là tán chén tạc cái thù gì đây? Ủa, đó là Ngô Kỷ. Ngô Kỷ nó khác nhiều, rất là nhiều người. Tôi nói là Ngô Kỷ nó không giống ai hết, vừa nghĩa đen nghĩa bóng. Ngô Kỷ không giống ai á, chữ không giống nghĩa đen nghĩa bám. Ủa tôi tại sao tôi giống anh chị? Tôi là Ngô Kỷ, tôi giống tôi chứ. Bây giờ biểu tôi giống Đức Chúa Quần, tôi có muốn giống ông Tổng thống Trump mà ông Bị Đinh nè, ông này nào Đức Tăng Thống, tôi có muốn giống gì? Tôi muốn giống Ngô Kỷ. Đó mới là Ngô Kỷ.
tôi có đường hướng đấu tranh riêng, tôi có cách thức riêng, tôi có quân nhân sinh quân riêng, tôi có cái lối sống riêng. Tôi biết là tôi phản đối ông, nhưng tối hôm qua tôi vẫn còn vui vẻ, vẫn cụng ly, vẫn chụp hình quý vị, anh cho lại tấm hình đó, mới vui vẻ tối hôm qua. Mà tối hôm kia tôi mới lên, quý vị vào Facebook đó, đi đặt tôi bà tôi viết này nọ đó, hồi nãy anh Dũng nó đặt và tôi đặt sơ sơ đó. Tôi vẫn chỉ trích ông, tôi yêu cầu ông xin lỗi. Nhưng đối với tôi phải tách bạch ra chính trị ra chính trị và nhân sinh ra nhân sinh, tình cảm ra tình cảm, hai cái khác nhau. Đó là Ngô Kỷ. Cho đó nhiều người ngạc nhiên, cũng có người trong Facebook hỏi rồi, ủa tại sao mà lại lại cái kỳ vậy, anh mới chỉ trích ông ta. Ủa tôi chỉ trích ông về vấn đề chính trị, về những cái điều ông nói, tôi không trách, chỉ trích về con người ông. Nếu vậy thì ngày hôm qua anh Lân có biết anh là gọi là nói mạnh quá chưa à? Cái đó thì anh hỏi anh Lân, tôi không hỏi. Tối hôm qua hoàn toàn tôi không nhắc gì cái chuyện mà cái bài tôi viết, tôi phản đối anh hay chỉ trích anh hay này nào, dùng chữ gì cũng được, phản đối chỉ trích hay là chê trách hay này nào hay là chia sẻ hay... quý vị tùy theo cái nội dung tôi viết đó, quý vị vào Facebook Kỷ Ngô hả? Thì quý vị thấy, thì thật sự mà nói hôm qua chúng tôi ngồi cùng ly kể chuyện để chụp hình chụp ảnh rồi này nọ, chứ thế tôi không nhắc đến nó, mà anh không nhắc đến cái chuyện này thì còn anh hỏi anh có biết hay không, thì lá thư Facebook tôi gửi cho anh mà, tôi cũng gửi tôi gửi luôn hả? Anh lại nhiên chứ. Thì tôi nhắm mắt tôi gửi tới mấy trăm người, thì cầm đó có list ảnh nào xong list anh biết rồi. Thì anh nhận lần thứ, tôi nghĩ mỗi lần anh nhận khoảng 7 cái à. Đúng rồi. Mô phần. Tại vì ông này ông có cái group của quý vị, nó khổ cái đó. Ông gửi trong group. Ví dụ tôi gửi individual một người từng cá gì, còn ông làm cái group. Có group 15 người, họ để 15 người cái tay, người group 20 người. Thì tôi cứ nhắm mắt, nằm cái nằm trăng. Cái điều đó là cũng là cái điều nó khổ nhất. Thế thì bây giờ sao vậy? Đâu biết không, hồi nãy cái group tôi đâu, tôi create, tôi đâu làm cái group. Thế ra là em á. Là em có 6 cái group đó. Dạ. Đó. Và một cái trên Messenger luôn. Dạ. Rồi. Thì bây giờ thì một cái riêng. Khi mà họ gửi anh chặn lên 7 cái. Đúng cuối rồi. Cùng cũng một nội dung. Một nội dung. Họ gửi tiền về cũng đỡ. Vâng, thì trở lại đó thưa quý vị, thì tối hôm qua chúng tôi ngồi quý vị thấy đó vui vẻ. Còn cái chuyện Vũ Lăng có đạp cái bà tôi biết, họ biết cái chuyện tôi biết như thế nào này nọ, thì thật sự tôi không hỏi và không có nhu cầu để hỏi. Tại vì cái chuyện đó là chuyện nó tách bạch nó riêng ra. Rồi. Ngồi nhào ăn nhào tối hôm qua tới chúc mừng anh Joseph Ngô Đình Lượng tuyên bố ra tranh cử chức nghị viên địa hạt 3 của thành phố Quan Tơ, và tới rồi vui với anh Ngô Đình Lượng. Chúng tôi không muốn đem những cái chuyện mà đụng chạm chính trị chính em trên truyền thông truyền thiết ra bàn trong đó, anh thấy không, rất là vui. Và tôi tách bạch, chính vì vậy quý vị thấy nhiều người họ chửi tôi, ủa mày mới chửi thằng đó lên kẻ cò ấm sum trên đa, tại sao lại binh anh ra cà phê Gipsy rồi ngồi uống trên bơ vậy? Tôi tụng quá mình cả trên đà đến xong rồi. Cái này nó khác nha anh Dũng. Dạ. Với thằng cộng sản nó khác. Cộng sản nó hơi chiến tuyến, hơi chủ nghĩa, nó khác. Còn đây những cái này mình bắt đồng ý kiến thôi. Còn thằng cộng sản là bắt đầu về quan điểm chính trị, về vấn đề chủ nghĩa này nọ, nó khác. Vâng. Anh hiểu? Tôi có thể si xóa hài hòa với những người. Cái đó là em mình chứng á, em có. Có một lần em thấy anh ở trên phố Hồ Sơn TV với anh Phúc á, rất là sao ta lửa không à, cái xong cái hồi ra uống cà phê xong mà thấy ngồi chung. Thì đó thì nó làm rồi, thì bây giờ mình ngồi dưới này nước đá thì mình ngồi dưới nước đá chứ có gì đâu. Do đó quý vị phải hiểu, không có bác tôi sống như quý vị, quan điểm tôi đã khác. Ngay cả Nguyễn Văn Sơn, cựu thứ trưởng cộng sản Việt Nam, cựu đại sứ cộng sản tại Nga, cựu chủ tịch ủy ban người Việt nước ngoài, tôi cùng mời qua Mỹ mà. Ông mời tôi về Việt Nam mà, tôi cùng mời ông mà. Tôi là người chống cộng, nhưng tôi có quan điểm, tôi có lập trường, tôi có đường hướng của tôi. Và đó cũng quý vị đó, ông Ngô Kỷ chống cộng là sao đi mời thành cựu đại trước. Và tôi nghĩ rằng ông hiện tại ông có thể ông còn là đảng viên cộng sản, tại vì ông rất là cao cấp, thứ trưởng bộ ngoại giao. Và cái chức mà đảng viên tôi nghĩ ông cầu. Nhưng đối với tôi, nhà đấu tranh tôi khác, anh khác người khác, tại người khác họ có chỗ đứng riêng. Tôi biết tôi là ai, tôi biết tôi làm cái gì mới là quan trọng, không thể rớt mình, không thể cho tôi giống như quý vị được.
trình độ tôi khác, quan điểm tôi khác, cách làm tôi khác, tôi nói cách khác, tôi viết cách khác, tôi có mục đích khác, tôi có cứu cánh khác, tôi có chủ trương khác. Cho đó không thể nói Ngô Kỷ phải giống thiên hạ được, tôi không giống ai. Vâng. Thì trở lại anh Vũ Văn Lăng, và tôi có một điều kiện. Và thưa quý vị, có lẽ anh hỏi mà anh chưa hỏi sẵn dịp nó luôn cho rồi ha. Có thể nhiều quý vị hỏi, ủa, tôi với Vũ Văn Lăng thân nhau như vậy, tối hôm qua ngồi ăn uống như vậy, hai này nọ, và trước đó, trước ngày 18 tới hôm kia đó, hôm kia tôi, anh Vũ Văn Lăng và anh Andrew Lê ngồi tại văn phòng để mà Andrew Lê chơi piano, chơi bản nhạc, tại vì ông Lăng nhậu nhạc sao theo bây giờ khuya. Anh em Lara này, bỏ chỉ nhậu nhạc đi, Lara đi, ok, nhậu nhạc có vẻ dân chơi, tôi không uống rượu, ok, thì cũng Lara chút đỉnh này nọ đó. Mua đồ này nọ về Lara tới hơi bao giờ khuya. Thì anh Vũ Văn Lăng ảnh nghề trong cái AI đó, có từ chat GTP gì đó, ảnh mới yêu cầu AI sáng tác trên computer đó, một bản nhạc Ngô Kỷ. Ảnh đánh vô yêu cầu làm bản nhạc Ngô Kỷ thì nó ra một bản nhạc ngọn lửa Ngô Kỷ. Ngọn lửa Ngô Kỷ ra bản nhạc ngọn lửa đi rồi, rồi ra bản nhạc ngọn lửa đi, rồi anh Andrew Lê rất là giỏi, đủ nghề đủ tài ấy, là lần làm một nhạc sĩ nữa, ngồi mục sư, ngồi sướng ngôn viên, rồi biên tập viên, vừa là sinh viên luật, vừa là doanh nhân, rồi bây giờ vừa là đàn danh hát, đàn hát, bây giờ làm nhạc sĩ, làm cái nhạc nữa, đem cái lời lửa Ngô Kỷ, ngọn lửa Ngô Kỷ của ET trong cái chat GTP đó để mà soạn ra bản nhạc. Tôi ngồi chai piano luôn, hát luôn. Và anh Lăng ảnh có thao, và anh nói với tôi là anh sẽ đưa lên phố Bosa trong ngày gần đây là khác. Nghĩa là ý tôi nói là chúng tôi vẫn ngồi nhau, nhưng đến lúc đó là ngồi hôm kia là ngày 17, thì ngày 18 tôi là viết lên bà, tôi chỉ trích ảnh, phản đối ảnh, phê bình ảnh hay gì đó. Rồi tối hôm qua ngày 19 là ngồi nhậu với nhau. Cả anh ngồi lên lượng tại có buổi mình gây quỷ. Thì đó, tôi chia sẻ với vị để thấy là đó là cái cách sống của tôi. Tôi tất bật là cái chuyện nào ra đó, ngày nào ra ngày đó, chuyện nào ra chuyện đó, không thể lẫn lộn nhau. Tình cảm không thể lẫn với chính trị không lộn tình cảm. Hai này nọ, cái nào nó ra để đó. Đó là cái để mà anh thấy là có người hỏi tại sao tôi không gọi phone cho anh Lăng khi mà tôi viết, trước khi tôi viết bà, tại sao không kêu anh lấy súng. Hả? Anh có nghĩ vậy là đúng rồi, đúng rồi. Anh cũng có thể coi hỏi thấy, đâu, thấy quen quá mà. Thì tại vì khi mà đưa lên trên mạng thì ngàn ngàn người biết. Mà thí dụ như anh là vai trò của một người cộng tác trong bằng kép đã đành rồi, hơn nữa là anh là người lớn, là đàn anh ở đây nữa. Thí dụ như nha, nhỡ như có một cái suy nghĩ gì đó, hoặc là nó không đúng, hay là không giống như ý anh nghĩ đi, và điều đó nó có hại cho cộng đồng đi, thì đằng sau lưng anh có thể nên sửa lại đó đi, nên này nên kia, anh có thể làm chứ. Tại sao mà anh không có nói cái gì hết rồi anh lên anh viết cái đã đời, xong anh gửi đường link, có nghĩa là nó nổ rồi, nó vỡ rồi, thì muốn cứu làm sao giờ? Không, anh nói đúng, trên nguyên tắc cũng có nhiều lúc anh em nói chuyện nhau, những lúc tôi làm cái gì đóng cửa mà không nói nhau ấy, không, tùy cái chuyện, có những lúc tôi làm cái gì Lăng thấy sai, gọi phone hay gặp nhau, nó ô gọi này luôn sai, đó, hay những lúc Lăng làm gì sai, tôi thấy là tôi nói Lăng sửa này nọ, có chứ không phải không, rồi. Này nọ cái chuyện bình thường, nhưng cái chuyện này nó đã, anh Lăng đã đưa lên Facebook công khai rồi. Bây giờ tôi nói Lăng lấy súng, có thể Lăng lấy súng, tôi không xua. Nhưng cái damage, cái thiệt hại, cái uy tín Lăng hay cái phẫn nộ đồng bào vẫn còn, tại vì Lăng đã đưa đây rồi, người ta thấy rồi. Bây giờ lấy súng, người ta không thấy cái sự xa của Lăng, không thấy sự xin lỗi của Lăng. Anh hiểu không? Tôi không dám nói là tôi nói Lăng lấy súng, tôi không xua. Nhưng giả sử Lăng lấy súng, thì người ta đã thấy nó, rồi. Nó không thỏa mãn cho tôi, mà nó không thỏa mãn cho những người đã thấy
lăng xúc phạm họ. Nếu do đó, chính vì vậy cái chuyện lăng là công khai, tôi cần công khai. Nếu lăng xin lỗi, lăng xin lỗi công khai quần chúng, không phải xin lỗi tôi. Đó là lý do tại sao mà tôi không nói riêng với lăng. Rồi đó, ngay chỗ này thì em tự nhiên rồi em liên tưởng nói đến đi. Cái đoạn mà các vị dân cử ở Nam California và người ta dự trong cái tiệc Va Ba cách đây khoảng 2 năm thì phải. Rồi. Dạ. Thì khi đó cũng vậy, nhiều người đặt vấn đề là ông Ngô Kỷ đối với những vị này thì kể như là đàn em mốt của ông, những người ông đã từng sát cánh ở cộng đồng này, thay vì ông có thể nói chuyện với họ, dù sao họ cũng là dân cử, mà trong khi không, ông Ngô Kỷ ngược lại, ông Ngô Kỷ lên phố Sa TV và ông gọi tên từng người. Đúng. Và ông làm quá mạnh. Đúng. Dùng những ngôn từ mà nghe là đanh tai đấy. Đúng. Dạ. Thì tại sao ông đã chọn cái phương án đó? Trong khi em có thể nói là người ta chứ. Không được, tùy chuyện. Tại vì họ đi vào bar, nó hình ảnh nó tùm lưng tùm la, TV này mọi người đã thấy. Bây giờ tôi nói anh Kỷ, em sorry nha, ok tụi em lỡ. Tôi đã có yêu cầu họ sorry với tôi, họ xin lỗi tôi làm cái gì? Họ xin lỗi cộng đồng đồng bào, tại họ xa với tổ quốc, xa với cộng đồng, xa với nhân dân thì họ phải xin lỗi. Họ phải rút lời trước mọi người. Chứ rút lời tôi làm gì? Cộng đồng tôi biết họ xin lỗi rồi. Rồi những người kia họ xúc phạm tôi, xin lỗi họ. Tôi muốn những người làm lỗi phải xin lỗi ai mà họ làm lỗi đó. Họ phải xin lỗi cộng đồng. Do đó tôi chủ trương tôi là pháp bắt vị thân, ok. Những cái tình cảm nó khác riêng tư. Họ chửi tôi, có nhiều khi tôi tha thứ, hay nhiều khi tôi nốt qua đó là anh giữa nha, hay này nọ. Đó là cá nhân, nhưng cái chuyện nó công cảm rồi. Bây giờ quý vị vào Facebook, anh Lăng vẫn còn đó, quý vị đặt, mọi người đều đặt. Bây giờ ví dụ tôi biểu nó anh lấy súng, anh lấy súng. Còn những người bị cho rằng anh xúc phạm rồi, họ đâu biết là anh nhận lỗi. Từ khi ảnh công khai, thưa quý độc giả, tôi đã đưa cái phép bà như thế này và tôi thấy rằng sau khi tôi xác là thấy xa, tôi xin lỗi và tôi xin rút lại cái này, tôi gỡ cái này thì ok. Vâng. Chứ bây giờ anh nói với tôi làm gì? Tại vì anh đâu có làm lỗi riêng cá nhân tôi. Nếu mà riêng tôi á thì giải quyết với nhau nó dễ. Nhưng mà có điều này như nói đó là em không biết là cái đó là sự cố tình hay là một sự vô tình. Nhưng kể cả anh cũng không xác định được điều đó nữa. Thành ra là nếu như trong cái sự vô tình á, giống như ô tôi ghi vậy chứ đâu có nghĩ gì đâu, cái rồi bắt người ta xin lỗi thì hơi bị ép. Đối với tôi thì quý vị tôi đưa lên công khai đó, thì anh Lăng anh có quyền lên đài, anh có đài mà ông Ngô Kỷ nói tù lao. Thì anh có đài. Hai là anh lên đài, anh có quyền ông Ngô Kỷ nói tù lao, tôi không lấy xuống ông làm gì tôi, thì anh có quyền. Tôi cũng có quyền đưa lên quan điểm tôi, cái nhìn của tôi về cái nghề anh đưa là một lần đó, để quý vị nào coi cái này là quý vị ngẫm nghĩ tôi phản đối lần cái này có đúng không. Tập đoàn Trump vừa làm việc với bí thư và chủ tịch Hưng Yên, tỉnh Hưng Yên, dự định đầu tư vào lĩnh vực khách sạn Sun Golf và tổ hợp vui chơi giải trí chấm ok. Nhưng câu này chắc sẽ không bị chụp mũ bưng bô làm lợi cho cộng sản như các doanh nghiệp gốc Việt ở Mỹ thường hay bị. Ủa, tại sao thêm cao đó vô chị? Hả? Ông thách đố cộng đồng à? Ông chọc quê cộng đồng à? Từ đây ông làm ông Trump đi, chỉ ăn hiếp mấy người Việt Nam, ăn hiếp ông David Dương. Ủa, cái câu này cái mục đích chạy cho ý gì vậy nè? Anh cho tôi biết cái ý gì? Có phải chọc quê mỉa mà xạo lá không? Ờ, với em thì em hiểu rằng là trong quá khứ đã có công ty, các doanh nghiệp đã bị chụp mũ thì mới có cái hàm ý này. Đối với em, mới em chủ quan nha, em chủ quan. Đúng, mà tại sao ông đem anh tập đoàn Trung? Tại bây giờ anh nói không? Cộng đồng Việt Nam có một số tổ chức ăn được chụp mũ người ta này nọ, ok. Thì tôi đồng ý. Và tôi xác nhận có. Nhưng ông đem cái cao tranh á, tập đoàn Trung là ông có vẻ đi phỉ bán. Không ai dám đụng. Không ai dám đụng tụi bay, tụi bay ăn hiếp thôi. À. Họ nói gà nhà gì đó, ăn hiếp gì đó ha. À, kiểu mà ăn hiếp với nhau trên này nọ. Không ngoan đá đắp người ngô à. Không nhà dạy chợ. Không nhà dạy chợ, ai nói như vậy à. Gà công cộng mạng, kéo hồ cá nhau thì mày ngô mày đá mày ngồi đi, đá mày tung đi. Mày ăn rồi mới đá mấy người Việt Nam à. Bè cá cũng cao đó, không nhà dạy chợ. Mày ăn rồi ăn hiếp người nhà không? Mày ngồi chợ này nào mày câm có mồm. Thì y cho ăn câu này. Thì đó là quan điểm của tôi. Anh biết tôi thật tình
đâu phải lần đầu tiên anh lăn anh sai, và đâu phải một mình lần tôi một lần sai đâu, anh em xe nhau loạn cầu cào. Yeah. Nhưng có những chuyện tôi đâu có nói anh em. Yeah. Chúng tôi cũng có nói nhau những chuyện riêng tư chứ, nhưng cái chuyện này tôi nghĩ rằng nó đã đi quá xa và cần công khai, mình vẫn công khai. Và anh thấy tôi cũng như những chứng bệnh á, em thấy bác sĩ có những bệnh họ giữ bí mật, nhưng có những cái bệnh họ cần phải công khai. Với em nha, em nhìn thấy như thế này anh, đồng ý là cái chuyện nó đã ra công chúng rồi, đồng ý là có nhiều dư luận rồi. Tuy nhiên nếu như mà mình thu gọn lại sớm chừng nào thì càng tốt chừng ấy, chứ còn để ra ví dụ như ngày hôm nay 10.000 người coi, ngày mai là 20.000 người coi, ngày mốt 100.000 người coi, thì cái ảnh hưởng nó càng lớn hơn nữa. Cái này cái banh đã đá qua sân anh Lăn rồi, ok, không còn anh tôi nữa. Tôi đã đá cái banh và ảnh bác anh hành đá ngược là anh làm gì là quyền nơi anh Lăn, ok. Anh muốn xin lỗi, anh muốn đứng chính, anh muốn rút lại này nào, anh tuyên bố nên thế nào, giải thích như thế nào là giữa ảnh với quần chúng, còn tôi là xong rồi, ok. Tôi không cần anh xin lỗi tôi, không cần anh giải thích với tôi. Yeah. Và tôi làm cái này là tôi bảo vệ cho anh Lăn đó, tôi thương ảnh, tôi muốn bảo vệ ảnh, đáng là anh phải cảm ơn tôi khi tôi nêu vấn đề này. Yeah. Nhiều khi anh viết cái này anh không nghĩ ta quả, anh không nghĩ đó là ta hạ, có nhiều khi vô tình. Đó là tôi thấy tôi phải đeo lên, bạn bè nhau giúp nhau những cái này. Người khác nghĩ rằng tôi ác, tôi hại anh chưa chắc. Tôi đó là hành động tôi giúp đó. Và đó vấn đề đặt ra. Đó là mỗi người có nhìn khác nhau. Và tôi nghĩ rằng nếu mà tôi không nói ông Lăn, ông nghĩ ồ, viết vậy thôi. Chẳng có đụng, chẳng có chết chắc gì. Nhưng ảnh đâu có biết là bao nhiêu người đặt khó chịu. Tôi khó chịu thì chắc chắn có trăm người ngon người khó chịu như tôi chứ không phải đâu. Cái đều nhiều người họ viết nhiều, do đó mới mistake. Mà sao đổ bây giờ mình nghĩ đi, cái này đó anh Lân là chủ kênh của Phú OCTV và ảnh viết thể hiện gọi là cái riêng của mình á ở trên này trang Facebook, nó đâu dính tới cái YouTube của Phú OCTV đâu, và cá nhân của anh Vũ Hoàng Lân chứ không phải là một cái tư tưởng của Phú OCTV trong cái nhìn của em nha. Và nếu nói như anh như vậy á, thì vô hình trung đưa người ta cái chỗ là người ta không được quyền bày tỏ cái tự do ngôn luận, cái người ta muốn nói. Hồi nãy tôi đã phân tích rồi, cái tự do ngôn luận có quyền nó khác, phát biểu ý kiến nhận định nó khác, mà đi mỉa ma xỏ lá hoặc cả khịa nó khác, ok. Bây giờ hồi nãy tôi nói ê vợ chưa chửi tổ cha mà thằng tô kỹ, thằng lùn, thằng hí, thằng não, thằng sáng, tôi không buồn. Nhưng nó nói mỉa mà, nó có sợ lá, nó nói quanh co là tôi rất là ghét. Này anh hiểu tôi nói không? Do đó vấn đề ông Lăn đó, anh nói sai nữa. Ông Bill Clinton, ông dẫn gái vô tòa bà đáp cô Monica đó. Lúc đó quá giờ làm việc rồi. Nhưng họ vẫn nói tổng thống Bill Clinton, họ đâu nói cá nhân ông Bill Clinton đâu. Ông vẫn bị đàn hạt, ông bị impeach với tư cách tổng thống. Ok, cũng như anh, ông Mai Tiến Dũng, anh ra ngoài đường chứ họ nói ông thi đi media như kêu họ không kêu ông Dũng nữa đó. Hồi nãy anh kể tôi nghe đó, có người gặp anh có phải anh thi đi media không? Đúng rồi, họ không cần biết anh là Mai Tiến Dũng. Thì cái chuyện anh Lăn này cũng vậy, dù rằng anh viết Facebook Vũ Hoàng Lăn, Vũ Hoàng Lăn Formosa là một, Formosa với Hoàng Lăn là một, ok. Do đó vấn đề đặt ra cái chuyện đó là cái chuyện mà bình thường rồi. Do đó cái chuyện đó thì ảnh cũng không từ chối điều đó, anh hiểu không? Ảnh hãnh diện vì phố Bô Sa thì ảnh có problem thì ảnh cũng phải chịu, với phố Bô Sa cũng chịu like, anh hiểu hai rồi. cái tương đồng với nhau. Thì bây giờ sản nghiệp hồi nãy tôi thấy anh kéo cái Facebook tôi, anh chiếu dùm cái avatar cái Facebook tôi trên cùng á, anh gái đây tôi quảng cáo, tôi lợi dụng cái này để quý vị tà về tôi có và hồi nãy tôi đạp báo số tài liệu đó quý vị. Anh sao mà cái Facebook của anh nó đặc biệt quá vậy, nó dạng như thế này nè, rồi anh biết là bên Việt Nam đó chỉ cần dính miếng đây thôi đó là có chuyện đó, mà anh chơi lớn luôn lên như vậy, anh cứ nghĩ anh gan quá vậy. Ủa vậy tức là Ngô Kỷ chứ, không được về Việt Nam đấy. Em mới là Ngô Kỷ chứ. Ủa nếu mà Nguyễn Thanh Sơn cựu thứ sự trưởng này là cựu đại sứ là mời tôi về Việt Nam thì tôi cũng cái chuyện thì mình cũng không biết được đó. Quý vị vào cái Kỷ Ngô nha, Ngô Kỷ nhưng là Kỷ Ngô, thì tại vì tôi nói có sách bất chứng, do đó tôi muốn là quý vị coi những tài liệu.
Thì trở lại anh Vũ Hoàng Lân đó, thì tôi đã nói trái banh đá qua sân ảnh rồi. Và bây giờ quyền đó anh quyết định, anh muốn làm gì là nơi ảnh với cộng đồng. Phần tôi là có giống như bữa nay tôi lên, có thể đây là lần đầu tiên tôi lên công khai đà, và cũng như lần cuối cùng, có thể là tôi không nói về đề tài này nữa. Em hãy có thể, tôi không xua. Tuy nhiên cũng đủ rồi. Thì tôi nghĩ rằng chắc chắn là không biết là hôm qua anh nội của tôi anh có biết vấn đề này chưa, tôi không xua. Nhưng tôi nghĩ bữa nay ngày mai chắc chắn anh cũng phải biết là có vấn đề này. Và anh giải quyết như thế nào. Và thưa quý vị, theo tôi á, con người vô nhân vô thập toàn mà, cái chuyện bình thường. Đặc biệt về truyền thông đó, tai nạn nghề nghiệp là chuyện bình thường. Nhiều khi họ nói lỡ lời họ cương hứng bất tử, nhiều khi vì tại vì cái sự gọi là cái tầm nhìn của người này đâu hẳn là của người khác. Tôi nói hai này nào, nhiều khi nói vậy hứng, nói vậy thôi mình đã hứng mà nhiều khi hứng xong rồi đó là giống như mà nói là trời tụ quần té đái đó, thì nhiều khi cái đó là cảm hứng, thì cái chuyện đấy có thể phải chịu trách nhiệm, phải chịu trách nhiệm. Anh hiểu không? Hiểu không? Thì đó, thì có phát giác ra là hồi đó họ mới biện giải, họ với thuyết minh, họ phải giải thích này nọ là ăn thua lúc họ giải thích. Chứ ra tội thì ra tòa đó thì cái người tội phạm cũng phải giải thích. Anh em giải thích mà thuyết phục bồi thẩm đoàn thì nhẹ tội, mà không thuyết phục được bồi thẩm đoàn ha, công tố viên biện lý thì họ có tội phóng tòa này nọ đã khác tùy. Thì đó, thì cái chuyện do đó mình mới có bồi thẩm đoàn, mình mới có công tố viên biện lý để mà đắc tội. Và luật sư biện hộ, hai là cái người tội phạm nó phải giải thích. Thì do đó cái chuyện anh Lân thì tôi thấy vậy, tôi đặt vấn đề vậy. Rồi. Chưa chắc tôi đúng. Qua cái nhìn tôi là tôi nghĩ anh viết vậy hôm nay. Rồi. Ok. Và anh là người giải thích, anh cho rằng anh xa thì anh xin lỗi, mà cho rằng anh không xa thì anh đừng xin lỗi. Và cái người quyết định là cộng đồng hay khán giả là bộ thẩm đoàn. Đồng ý. Phải không nè, là quan tòa. Vậy thôi. Còn tôi là công tố viên đi, tôi là biện lý đi. Cứ cho rằng tôi đắc tội anh đi, thì sao phản tội? Thấy có gọi là có ác ác không ta? Tại giống như người ta chưa biết anh, giờ anh nổ lên cái người ta biết quá trời. Thế là cái khi nhiều cái tiếng dèm pha. Thì bây giờ chắc có lẽ là chán thà vậy mà người ta biết, để rồi bữa sau ví dụ họ biết trước anh Lân anh giải thích. Còn hơn để lâu. Để lau rồi trầm xì ra ít nữa hụt tích, còn lau hụt bực lên nữa. À bé nhân cũng giống như một vết thương ấy, anh băng bó, anh đi mổ này hay sao, anh để cho nó thối ra đại nọ, nó rụt tùm lum ra rồi. Thì đó, thì tôi đã nói rồi, trong tinh thần thiện chí, trong tinh thần xây dựng, đặc biệt trong tinh thần hòa nhi bất đồng, những cái chuyện tôi nói này hoàn toàn trong tinh thần thiện chí, hoàn toàn trong tinh thần xây dựng, hoàn toàn trong sáng, hoàn toàn trong tinh thần hòa nhi bất đồng. Tôi không có tư thù thù oán gì hết. Tại ông Lân là bạn tôi, quen tôi, mà như anh nói, tôi phố Bô Sa là cơ hội phương tiện cho tôi để mà tôi lên mà diễn đạt thông điệp tôi, rồi tôi nói vậy ông dặn tôi ông không cho tôi lên. Đúng rồi, là sự thiệt hại. Đúng, nhưng tôi chấp nhận thiệt hại vì cái chuyện chung, vì chính nghĩa. Chứ đâu phải anh thiệt hại là anh thấy thiệt hại là anh không dám nói nữa, thì xã hội đến cầu gì nữa. Cảnh sát ra bắt tội phạm, anh ra lọn ngoạn nó bán chết. Cái này cảnh sát nếu mà sợ vậy thì làm sao bắt tội phạm được. Vâng. Dạ vâng, một lần nữa quý vị đang xem trực tiếp cùng trên đầu TD Mira, có lẽ là bây giờ mình phải bước qua cái phần giao lưu với anh. Thì gần 2 tiếng đồng hồ đấy. Lại hàng qua màu hả? Dạ. Thời gian qua màu quá. 1 tiếng 55 phút rồi đó. Wow. Dạ. Ở trong đây thì Dũng sẽ đọc cái lời comment của quý vị. Mang anh cứ được nhiều. Gửi qua điện thoại. Dạ. Anh có cho người ta gọi vô không vậy? Anh muốn không? Muốn chứ. Rồi. Để cho người ta giao lưu này nó cũng vui cho à, người ta. Dạ vâng. Có giọng tôi giận não, nghe khó nghe lắm. Nên tôi muốn nghe giọng của anh cho số phone hả? Dạ vâng. À, bây giờ thì Dũng sẽ cho số phone nha. Ok, nha, quý vị thấy. Dạ. 714-928-9799, 714-928-9799, quý vị có thể giao lưu bằng hai cách ha. Gọi vào một số điện thoại này cũng như là quý vị để lại phần comment, thậm chí là quý vị có thể text vào luôn nha. Bây giờ thì trong đây có khán giả đã text vào nè. Số điện thoại cuối là 6075 thì nói rằng là anh Tiến Dũng, trong mùa bầu cử tôi nghĩ là anh Lân là thuộc đảng Dân Chủ nên mới viết status vậy, để cho một số cử tri gốc Việt hiểu lầm ông Tổng thống Trump để khỏi bỏ phiếu cho President Trump. Xin anh Ngô Kỷ góp ý, xin cảm ơn.
Tôi thật sự tôi không có cái nhìn về cái chuyện đó. Tôi bây giờ họ nói thì tôi nghe, nhưng hoàn toàn tôi chỉ thấy một cái cao như vậy là ảnh đánh đồng rồi ảnh có vẻ chọc quê cộng đồng vậy thôi. À, tôi cho rằng cái thì không nay. Thế còn cái kia thì người này cũng áp tư tưởng này thì cũng suy nghĩ cũng ghê hả? Cái người mà đưa tư tưởng này cũng siêu là nhà bác học rồi đó. Cái đều theo cái nhìn tôi đó, tôi khách quan mà nói, tôi thấy tôi nhìn thôi thì tôi thấy đà phố Bosa có sự cộng tác của anh biên tập viên Andrew Lê đó, thì tôi thấy có khuynh hướng dễ dã vung tâm nhiều hơn, đưa những cái chương trình dịch những cái cuộc nói chuyện ông Trump nhiều hơn, hào hứng hơn đúng không? Theo cái nhìn của tôi em cũng thấy vậy. Phải, anh thấy không? Tôi nói rất khách quan nha, tôi không có nói là pha nào hay này nào. Tuy nhiên theo tôi nhìn thấy á, và tôi cái chuyện anh Lăng á thì tôi không xua 100%, nhưng tôi thấy cái đường lối chính trị tôi thấy anh Andrew ngã về ông Trump cộng hòa đó. Tại vì ảnh cái chuyện đó mình không giấu được. Bữa ra ly ông Trump đó, ảnh giấu cái hình trình hình ảnh bắt ảnh với ông Trump gặp nhau mà hình thiệt nghe chứ và hình rap hình photoshop đâu. Ảnh giấu lên chiếc xe limousine của ảnh này nè, ảnh hãnh diện để mà vinh danh ủng hộ ông Trump. Cái điều đó thì điều đó tôi thấy thì vậy thôi, chứ tôi không muốn nói gì hơn. Dạ vâng, trong đây có khán giả là Sam Phạm nói rằng là phái đoàn Tổng thống Trump và Việt Nam cùng phái đoàn đó chính là hình ảnh của Tổng thống Trump. Giữa chính quyền Mỹ và Việt Nam quan hệ kinh tế không có gì sai đâu. Không, người này nói hơi mơ hồ. Phái đoàn là phái đoàn nào? Cái mà anh Lăng nói là tập đoàn đó là business đăng ký hiệp ước ký những cái công tác hợp đồng với chủ tịch tỉnh Hưng Yên là khác. Còn cái chuyện bên trước ông Trump khi ông làm tổng thống, ông về với Việt Nam với tư cách tổng thống nước Mỹ Hoa Kỳ là một chuyện khác. Do đó người này họ nói rất là mơ hồ. Và tôi chỉ nói là cái tập đoàn Trump đây là một cái công ty tập đoàn ghê gớm, thì nó giống như Microsoft, Tesla, hay là Hamburger, Coca-Cola, hay hãng Boeing này là những công ty, hay Nike, hay là Exxon, dầu khí này nọ. Thì cái chuyện này là vấn đề business, hai cái khác nhau. Do đó cái người này không biết họ ý, họ muốn nói về phái đoàn nào là phái đoàn ông Trump. Ông Trump có nhiều phái đoàn lắm, mà ông đi với nhiều tư cách. Yeah. Thì tôi nghĩ rằng cái tập đoàn này là con ổng, con gái ổng, công ty của ổng, có một cái công ty Trump hay gì này nọ. Thì cái chuyện đó, nó khác với cái chuyện mà ổng về Việt Nam, Nam ổng làm tổng thống, ổng cầm cờ cộng sản đó, vai trò ổng khác. Dạ vâng. Dạ. Khôi Huỳnh thì nói là từ xưa đến giờ có nhiều lần ông Lân nói kiểu mỉa mai, rồi sao ông Ngô Kỷ không lên tiếng, hay bây giờ ông và Vũ Hoàng Lân có mâu thuẫn quyền lợi nên ông quay qua chống Vũ Hoàng Lân? Câu đầu thì nói được, hỏi thì ok, nhưng câu sau các mẹ có buộc là sai. Hồi nào nói tại sao có, thật tình ông Vũ Hoàng Lân có, hồi nãy tôi nói rồi, có những lúc ông sai, có những lúc tôi sai chứ, nhưng trong cuộc đời mà mỗi lần sai mình, mỗi lần lên tiếng vậy, thứ nhất tôi đâu phải cảnh sát quốc tế đâu, cũng tùy coi nó cái sự sai nó có trầm trọng hay không. Cũng nhân như cái răng, nhiều khi nó đau, mà đâu phải mỗi lần đau là mình nhổ răng đâu, phải không ạ? Thì cái sai cũng vậy, cái sai cái tùy lên mức độ, anh hiểu không? Hàng vật sai nó có ảnh hưởng, ví dụ sai với tôi nhiều khi xí xóa. Nhưng cái sai với cộng đồng, tôi thấy cái này nên nói thì tôi nói. Rồi. Đâu phải lúc nào mình cũng nói. Rồi. Nên nói thì tôi nói. Thì trong đây có khán giả là Đồng Đinh Quang thì nói là anh em chơi với nhau cứ cho rằng anh Lân sai lầm đi. Đã là anh em, anh ta gọi phone cho anh Lân hỏi anh ấy phải ý anh Lân ra sao không? Cái chuyện tôi đã nói rồi, tôi không có xác định 100% là những điều phân tích tôi là đúng. Nhưng tôi cần đưa ra ánh sáng, đưa ra như vậy để anh Lân có cơ hội giải thích. Vâng. Nếu tôi xa thì anh Lân nói ông Ngô Kỷ xa, thằng nó cà trớn này nọ nói tào lao thì Lân có quyền nói. Anh hiểu không? Và tôi đã nói xác định là tôi không mặc sát hay nhục mạ hay tấn công gì Lăng ấy, tại vì đây là nước dân chủ. Dạ. Dân chủ là mình nói
mình đừng có xúc phạm nhục mạ ha, mà đánh đập à, thôi chứ nói hồi nãy giờ tôi đâu có gì tôi chửi cha chửi mẹ ảnh ơi máng mỏ gì mà ghê gớm đâu, thì tôi sẽ đưa lên sự kiện. Đây là dân chủ, đây nó khác cộng sản. Về cộng sản hồi nãy giờ là cháy trời công an là anh tới nó dẫn đi rồi. Hay là cái YouTube hồi này nọ là nó cát rồi đó, hà nặng nó tát internet rồi đó. Không, chính vì vậy mà chúng tôi muốn ở nước Mỹ là vậy đó. Tổng thống người ta còn chỉ trích nữa, ăn thua gì tôi hầm lăng hồi này nọ cái đó. Dạ vâng, ở trong đây thì khán giả là Thu Hà. Bosa TV Lân thì hiểu rồi, tiếng nói của Lân có lợi ích cho khán giả, ai đã biết rồi cũng nói chung chung kiểu này, cũng nói chung chung cũng biết rồi. Tôi biết rồi là sao rồi, đó là ảnh nè. Thì ông Lân thật tình mà nói thì lâu nay người khen cũng có, người chê cũng có, người ủng hộ cũng có, người chống đối cũng có, người cho ông là Việt dân cũng có, người cho ông cộng sản cũng có, cũng thấy rồi, chẳng thà nói đi. Nhưng tôi không, quý vị chửi ông trời, người ta chửi tôi quá chừng. Ông Ngô Kỷ, ông nội thằng Việt dân, nó mới về nga cả đại hội Việt kiều cách đây 3-4 tuần, nó về ngay Hà Nội, nó dự phỏng vấn Nguyễn Tân Sơn, phỏng vấn bà thứ trưởng Thu Hằng gì đó này nọ, ngoại giao đây nọ, trong qua đây cả ông phỏng vấn tôi. Đâu ông biểu tôi trả lời cho Nguyễn Tân Sơn, bao nhiêu người chửi rồi. Bây giờ vì chị mày chơi thằng cộng sản Việt dân này đó, cái đẹp quý vị thấy tôi rất là thoải mái, tôi vẫn ngồi với ông. Ngày mai nếu vợ quyết sao chuyện này, anh kêu tôi lên đây là hậu tối qua ông kêu tôi lên bữa nay đó. Vậy á, ông lên ông kêu tôi, ông hẹn với tôi mà. Ôi sao không lên, bị anh hẹn với em. Ôi giời, ông hẹn là lên nói chuyện với Nguyễn Phương Hằng. Ờ, chứ không phải là nói chuyện này á, nói chuyện này, nói chuyện này mới là nóng chứ. Không biết gì thì ông ở đây đó, thì tối qua đó em tự nhiên gọi cho có ông kêu anh nói chuyện với Nguyễn Phương Hằng, có nghĩa là maybe theo em nghĩ chủ quen của em nha, maybe là ông chưa có đọc được cái status anh ghi. Cái chuyện anh không biết, hồi nãy là tới rồi anh không biết. Ok, thì cái chuyện anh không biết. Ok, chứ còn mà biết rồi là dân không cho lên rồi, không lũ mà sao không, đừng đánh giá, đừng đánh giá. Lăng có những cái quyết định táo bạo lắm, mình không bưa được. Ok, đúng. Lăng dạy mới là lăng, uống chơi ông làm cây 14 năm trời, ông trời luôn. Người ta chụp cho ông là cộng sản, cho Việt dân mà ông cũng bơ ra này, ông đâu sợ ai. Cái đó cái chuyện tôi không đánh giá anh nhé. Mà cái gì cũng giống như chuyện này cũng không nên là đánh giá thấp đúng không ạ? Tôi thấp cao tôi không nói, tôi không đánh giá anh vậy thôi. Lăng là lăng thôi. Vâng, cũng như Ngô Kỷ là Ngô Kỷ, thấp cao về tôi không cao. Thành ra là với cái Stardust này đó thì mình cho là 5 năm đi, nó đều nghĩ sao nghĩ thì sao nghĩ đi. Thì đó. Nếu mà nói rằng là không có ý gì thì đánh giá thấp anh Lân quá, mà nếu mà là gọi là cái này nó có cái min ở trong đó đó là chụp thì mũ, chụp mũ à, đánh giá cao. Thì đó mình đưa ra, tôi đưa ra cái này tôi bực là cái tập đoàn Trump á, anh hiểu không? Tự nhiên nghe có vẻ mỉa mơ tụi bay là hàng ha, tập đồng Trung thì không dám mở miệng, chỉ đi ăn hiếp người Việt Nam thôi. Đó chính vì vậy tôi mới đặt vấn đề chứ không có câu cho tập đồng Trung. Mà ông Trung có gì đâu tôi sợ không? Ủa ông Trung gì hơn tôi? Ông hơn tôi mấy tuổi thôi chứ thật sự anh. Ủa đồng ý có những về cái đài ông hơn tôi chưa chắc, cái không ông về vấn đề xử thế ông hơn tôi chưa chắc nha. Ủa trời ơi, giờ em nói đầu tiên nè, anh có nhiều bà bằng ổng không? Ủa tôi đã nói tùy rồi, tùy anh thua. Em trong cái trí nhớ của em là anh thua đó. Tôi có không có nhiều vợ mà ổng, nhưng bồ chưa chết ổng hơn tôi đúng không? Cái này không được nữa, cái này được nữa thì tôi nói vậy thôi. Ok, tôi xác nhận là có 3 vợ, tôi thua ổng, không có vợ nào, nhưng bồ mà chưa chết ổng hơn tôi đó. Rồi cái này chỉ có anh biết thôi. Rồi okay. Phương Phạm thì nói rằng rồi, nêu tên như vậy thì anh Lân có cơ hội xóa toàn bộ clip có hình ảnh ông Ngô Kỷ trên kênh nhà của mình rồi. Cái gì đó hả? Như thế này, đối với ông Dũng nghĩ cũng chủ quan luôn nha. Tại vì bất kỳ gọi là cái YouTuber nào, anh Lân thì ngay từ đầu anh Ngô Kỷ đã gọi là YouTuber, chứ không phải là cái tên mà chính thống, chính gì đó, không biết. Nhưng mà Dũng thấy là Dũng nhớ là cái status của anh Ngô Kỷ á, anh ghi là cái... Tôi câu lại ha, một ngày tôi viết status của mấy chục cái á. Người ta đưa vô nhiều quá đó, nó chạy. Rồi, nè, khẳng định một lần nữa, cái này của anh Ngô Kỷ chứ không phải em tự dẫn đi. Đây. Đó, là tôi Ngô Kỷ xin thông báo là tôi bất bình và kể từ hôm nay thứ năm ngày 18 tháng 9 2024 tôi chấm dứt mọi liên hệ và không tham gia bất
cứ buổi nói chuyện nào với YouTuber Vũ Hoàng Lân, thấy không? Anh gọi là YouTuber, thì vậy trở lại YouTuber. YouTuber đó thì có nhiều cái dạng họ làm khác nhau lắm. Và đâu đó thứ nhất là cái sản phẩm của mình á, tại vì mình còn để đó là cái quyền lợi mà. Mà nhất là anh Ngôn Kỷ đó, anh nói chuyện là triệu view. Chứ ví dụ như 20-30 ngàn view ghét hả? Bụp mất tiêu. Còn triệu view khác rồi nha. Và cái kênh mình có giá trị không là đó là nó cân, nó đo được ở trong đó nữa. Vì thành ra Dũng nghĩ là quý vị này nghĩ là hơi chủ quan, bởi vì mà trong cái Phố Bôi Xa TV á, mà dục tên ông Ngô Kỷ ra bây giờ không biết còn gì trọng á, nó sẽ là mấy bi phân nữa đó. Tại vì bất kỳ cái tình huống nào, tình hình nào, đời, đạo, xã hội, văn hóa, cái gì cũng có anh Ngô Kỷ. Tại vì Dũng cũng sống vùng này và theo dõi nhiều quá. Dạ, thành ra anh Ngô Kỷ không có chuyện là bị xóa đâu. Cái chuyện đó thì ngoài sự tầm tay tôi thì cứ quyết định nơi ảnh hay này nọ, này nọ, còn tôi cũng chẳng để ý. Cầu ngắm mắt cái này nọ nó không phải chuyện của tôi. Giờ đó chuyện thì YouTube mà Facebooker mà hai quần chúng viewer này nào muốn ý kiến mà, hiểu không? Thì cũng mình tôn trọng đó. Thì cái nhìn của họ vậy thì cũng tốt thôi. Cái chuyện trời, cái người này lấy tên ác quá, lấy tên là SCM, cái là Hồ Chí Minh đập tắt á. Đây tên ảo rồi. Mà Dũng là em lại không thích tên ảo nha. Không thích đọc tên ảo, thí dụ như ghét nhau gì gắn cái tên gì đi chứ đừng có gắn cái tên đó. Giống như để tên là giống như ông nội mày hay là ba mày thì cái đó là em kick out liền. Thành ra là muốn chơi là đừng có rung, mà rung đừng có chơi. giống như ông Minh Tánh vậy đó. Đã dám nói thì mình... Quý vị nào muốn gọi vào nha, 714-928-9799. Dạ, chuẩn bị cho Ngô Kỷ đi. Cứ gọi vô đi, phản đối, phản biện, cầm bắt đồng ý kiến. Ngay cả đại diện cho Vũ Hoàng Lân, thay vì không có ở đây thì quý vị cứ nói. Và dạ, tôi nghĩ rằng rất là tốt, rất là văn minh. Rồi, trong đây khán giả là Tâm Tâm. Sáng dịp này, mong kênh Tiến Dũng không nên đem sư Minh Tấn lên đã kích soi mối bình luận về cách tu, cách giảng của những người xuất gia, người đã xuất gia. Tu không nên tham gia hoạt động trong mỗi lĩnh vực giả mô Phật. Cái này lại điều, lại là sự muốn trong một cái nó không nằm trong tay của Dũng. Dạ, cái đó là điều thứ nhất. Cái điều thứ hai, Dũng chỉ mong quý vị nha, đặc biệt là trên channel của Dũng, quý vị biết là Dũng sẽ làm cái series phim. Mà Dũng nói là Dũng đã kích cái kênh Thầy Pháp Hòa Lậu. Mà Dũng mượn cái chủ đề chính của Dũng là mượn đạo tạo đời. Mà nên nhớ Dũng không nói tới Thầy Pháp Hòa chính nha. Không có nói tới cái kênh là bên Tu Viện Trúc Lâm. Tại vì thầy thừa nhận có nhiêu đó thôi. Thì Dũng cho rằng những cái kênh gọi là vệ tinh xung quanh bây giờ là Dũng mới phát hiện thêm hai kênh nữa. Nó không có còn dùng cái chữ mà Thầy Pháp Hòa nữa mà dùng cái tên khác. Nhưng mà trong đó cái thành then á, nó cũng giống mình như vậy thôi. Hiện tại bây giờ đối với Dũng là Dũng gọi Thầy Pháp Hòa là Thấm. Hồi sáng này Dũng gặp Thấm nữa nè. Trong anh biết không, trong vòng từ 5 giờ tới 6 giờ á, trong vòng 5 giờ tới 6 giờ sáng. Và em thấy ba ông Pháp Hòa khác nhau, ông lên livestream. Anh Ngô Kỷ bây giờ bụp cái nữa, bị đang coi trực tiếp nè. Thì có một ông Ngô Kỷ cái mặt già như vậy. Xấu xí như vậy. Mặt dày dày, nhưng mà bây giờ em có khán giả rồi. Nhưng mà hồi sáng này Dũng thấy ba ông Pháp Hòa khác nhau thành ra. Dạ vâng. Okay, nhận đi. Dạ, hello Tiến Dũng, xin chào ạ. Dạ, xin chào anh Tiến Dũng, cũng như xin chào anh Ngô Kỷ và chào tất cả quý khán giả cả đài. Dạ. Toàn có một câu hỏi này là anh Ngô Kỷ trả lời dùm cho Toàn một cái. Dạ, chào anh. Dạ. Dạ, em thì nghe anh dùng cái từ gọi là treo cổ. Thì đặc biệt là anh đã nhắc tới cái danh nhân cũng như là một cựu tổng thống Donald Trump. Thì anh có biết cái từ treo cổ thì người ta nghe đó hơi bị phản cảm. Giống như là mình có một cái tinh thần kích động về bạo lực. Anh nghĩ rằng cái đó nó có phạm vào một cái điều luật nào của nước Mỹ hay không? Trong khi mình sống ở trong cái hiến pháp thì đương nhiên nó tự do ngôn luận, nhưng mà em thấy cái từ treo cổ thì nó không có được hợp cái lỗ tai cho lắm. Thì anh nghĩ như thế nào, có nên rút lại lời nói hay là có nó như thế nào không anh Ngô Kỷ? Dạ, mời anh Ngô Kỷ ạ. Vâng, cảm ơn anh. Vâng, cái câu đặt ra cũng anh rất là hữu lý. Và tuy nhiên tôi nghĩ FBI hay Secret Service này nào họ hiểu. Hồi bây giờ những chương trình tôi nói họ cũng dịch rồi, họ cũng có lắng nghe nhiều lắm.
văn họ dịch họ biết cái chữ treo cổ này nọ nó thông dụng lắm, nó cũng không có minh. Họ nghe cái có một ông triết gia ông nói là tôi không quan tâm đến cái lời anh nói nhưng tôi chú ý đến cái giọng anh nói, do đó cái lời nhiều khi họ hiểu được. Cũng giống như nhiều khi họ nói tiếng Việt mình thì Mỹ nó có ép vô hay Việt Nam mình đi em mày này nọ họ nghe vậy cái đó à, đi em mẹ có ai đâu hả, ép ai đâu hay này nọ à, đó là những cái ngôn ngữ mà này nọ nó chỉ là à, tiếng lắm nói cho có nói vậy thôi ha. Ta đánh chết cha mày đó, ta đánh chết cha ai đâu, nhưng nhiều khi cái câu nó nói do đó anh cũng khỏi tôi ở Mỹ gần 50 năm rồi, tôi gặp tổng thống tổng thuyết cũng nhiều lần rồi và tôi FBI secret victory này nọ biện lý này nọ tôi chơi với họ nhiều lắm rồi và tôi hiểu luật lệ nó không đắn. Có điều cảm ơn anh quan tâm, tôi nghĩ là tôi còn hổ anh rất là chân thành chứ không phải sợ lá mỉa mai, và tôi cảm ơn anh cảnh cáo tôi hồi này này được tốt. Nhưng tuy nhiên cái điều đó nó cũng không có nguy hiểm lắm đâu anh, nhiều khi nó buộc miệng nó quen miệng và họ hiểu, anh hiểu không? Chắc là hai đẹp này nọ do đó cũng không quan trọng. Từ khi họ khi mà họ muốn vậy họ vô Facebook tôi, họ vô phone tôi, họ rò vô phone tôi nghe nói tôi liên lạc có dính người hay không. Vừa rồi đó họ bắt ông kia đó, họ vô phone ông kia, họ biết ông kia chờ ông Trinh tới 12 tiếng đồng hồ nấp trong bụi đó, họ biết gật giờ ông này nấp trong cái bụi để ông sát AK-47 bán ông Trinh nằm trong cái bụi 12 giờ họ có hết anh. Và đó những cái chuyện này cái chữ đó mình dùng nó có vẻ tượng thanh tượng hình vậy thôi chứ cũng không có áp đặt gì, anh hiểu không? Cái đều nếu mà bỏ được thì cũng tốt, nếu khi vô tình nói thì cũng ok, anh hiểu không? Thì đó cái câu đó nó và anh thấy không phải vẽ chữ treo cổ như cả, anh coi đi tòa Bạch Ốc với người ta biểu tình họ làm hình nộm họ treo cổ thì bình thường, anh hiểu không? Nè, anh vào Google đi, anh để tê cổ hang tê hang hết cái gì đó này nọ đó thì em thấy nhiều người họ treo cổ cũng đốt luôn hình nộm mấy tổng thống nữa, anh hiểu không? Thì cái chuyện đó nó cũng Facebook của em thì xin lỗi cắt lời Ngô Kỷ, chính trong Facebook của em thì cũng vừa rồi cũng có đăng cái cuộc biểu tình của cộng đồng người Việt về vấn đề bầu cử của ông Biden. Thì cái điều đó là em rất là hiểu, nhưng mà anh cũng thông cảm là bởi vì em không có chỉ trích cái gì cả, em chỉ có thắc mắc cái vấn đề đó và đặt câu hỏi trực tiếp vậy thôi, chứ không có chỉ trích, cũng không có chê bai, cũng không có cái min gì hết. Đặc biệt là cái thế giới bây giờ, cái xã hội bây giờ thì anh Ngô Kỷ cũng phải thông cảm, cái miệng đời nó kinh khủng lắm, cho nên em phải đặt cái câu hỏi trực tiếp với anh. Tốt quá, rất là cảm ơn thiện chí của anh, tôi nghe chứ nếu mà anh gọi đâu tinh thần khóc chưa chắc tôi trả lời đâu, có đẹp tôi ghi nhận thiện chí của anh và chắc là hai hiểu. Tuy nhiên mình ngồi mình phải nghe chứ hiểu, nghe đầy đủ để mình có cơ hội mình cái điều thật sự mà nói thì nó cũng không có nó cũng bình thường thôi. Tôi là nếu mà ổng dạy thì mình treo cổ là anh, ở đây tôi treo cổ nhiều người lắm, tôi không mình nộm tôi treo hoài à. Anh không biết hả, ông Tạ Đức Tý thị trưởng ngày xưa ông là nghị viên ha, ông Diệp Biên Trường nghị viên, rồi ông chủ tịch báo Người Việt, tôi làm mấy hình nộm tôi treo cổ ngay trước mùng một Tết, tôi treo cho báo Người Việt đó, tôi treo cổ ngay trước mọi người đó, tôi treo cổ thiệt chứ không phải là không, cái treo hình nộm thôi, anh hiểu không? Thì cái chuyện đó cũng ok, cái đề anh ví dụ anh đạo đức thì anh nghe nó hơi bị khó chịu, tuy nhiên tôi là con người mà miệng mồm dạy thì tôi nói vậy cũng bình thường, anh hiểu không? Còn khi nào họ bác tôi thì ok thì tính sao cái đề tôi. Thì nói chung thì trong cái kênh của TD Media thì cũng có nhiều khán giả, thì em cũng một khán giả trong đó và em cũng đã từng tâm sự với anh Kỷ cách đây cũng mấy một hai tuần rồi anh Kỷ. Nhớ rồi ok, tại vì hồi nãy cách ngay ra cách rất đây rồi tôi nhớ rồi à toàn. Xin cảm ơn quý đài và cảm ơn anh Kỷ đã cho em mấy phút để mà trả lời câu hỏi hơi thấp kém tí xíu. Không có, quá hay đi chứ, ghê gớm quá, cái câu hỏi cũng ghê lắm á, à. Để ý mà hỏi vậy là cũng là... Cảm ơn rồi, cảm ơn anh đã gọi vào nha. Cảm ơn quý đài, em xuống cảm ơn toàn nhẹ nha. Rồi, cảm ơn.